Những lần trước là ví dụ mình thấy như vậy thì nó mình xong thì nó hết, mà lần này nó không hết, nó vẫn cứ đau và tức ấy. Mà đúng là khi mà mình cạo gió xong ấy, thì mình thấy những cái chỗ mà mình có cảm giác là nó đau và nó tức, nó chạy hai chỗ đó thì đúng là cái chỗ đó nó bầm và nó đen, còn những chỗ khác thì nó sau khi hết xong thì nó không còn cái bầm nữa. Mà cái chỗ mà mình thấy nó tức nhiều thì cái chỗ đó nó bầm và nó đen, mình nghĩ chắc có lẽ là mình bị dính phong hàn, nó không Đúng đúng. có quá, nó không có, tức nghĩa là cái triệu chứng nó không có quá rõ ràng, nhưng mà thường là khi mà mình ngồi thiền á, hoặc là khi mà mình tỉnh á, mình sẽ thấy rất là rõ cái chỗ đó mà không biết làm sao để mà mình làm cho nó ra hết. Là những lần trước thì có xong nhưng mà nó vẫn không hết. À, đúng là khi mà mình, nhưng mà nhờ cái đó là mình trước đó là mình có xem cái video của thầy á, mà thầy có làm cái mấy cái hút thuốc á, cái giác hơi á đó, cái nhưng Vâng. mà mình không có cái đó, nhà mình có cái hút chân không, thì mình nhờ ông xã mình cạo gió xong rồi lấy cái đó, mình cứ kéo từ trên ngay chỗ đại trì đi xuống hết cả dọc sống lưng rồi hai bên cái đường giáp tích cái gì đó Hoa Đà Hãy vậy đó. Rồi đăng cạo hết quang. cái cả vai, mà sau đó là rất là hiệu quả thầy, có nghĩa là trước đây thì mình cũng ít khi nào mình cạo gió kiểu đó, nhưng mà Dạ cái đợt rồi là mình thấy rất là hiệu quả. Trước đó dạ thì có xong thì cũng không hết, nhưng mà làm vậy thì 2 ngày liên, phải làm 2 ngày liên tiếp, và sau đó mình có lấy máy sấy, mình sấy dọc hết cả sống lưng và những cái chỗ mà mình có cảm giác nó bị tức và đau đó. Thì đến ngày thứ 3 là cái người mình rất là nhẹ, nhưng trước đó thì nó nặng cả người, và những cái chỗ đó mình thấy nó rất là cứng và đau, nên nó khó chịu đúng thôi rồi. chứ cũng không có đau lắm. Dạ, cảm Vâng. ơn thầy, nhờ xem cái video clip của thầy á, cái mà giác hơi á, sau đó Vâng. là mình theo mấy cái đường đó mình cứ làm, chứ trước đó thì mình Vâng. cũng không nghĩ mình cạo gió đâu, nhưng mà tự nhiên xem cái đó xong thì mình nghĩ có thể là mình không làm theo cái kiểu đó được thì mình cạo gió, nhưng mà thấy là rất là Dạ. hiệu quả thôi. Đúng rồi. À, nếu mà chị không không làm như thế hả, thì làm ví dụ là nếu mà người xong bóp này rất là thì cũng không không giải quyết được này, hoặc là châm cứu thì nó cũng lâu này, uống thuốc thì nó cũng cũng cũng, cũng lâu đấy. Nhưng mà cái phép ví dụ cạo gió đấy mà cổ truyền đơn giản thì thôi, nhưng mà ngay lập tức luôn ấy, tức là nó giảm đau ngay lập tức ấy. Còn hồi phục hoàn toàn thì sau 1-2 ngày, nhưng mà kiểu như giảm đau ngay lập tức luôn đấy, hay phết đấy. Là vừa rồi có một bác ấy hỏi là sự khác nhau giữa cái phong hàn và phong nhiệt đấy, thì bảo là phong dẫn hàn hay phong dẫn nhiệt phải không, thì ở đây qua bác nào trả lời phân biệt xem là phong hàn phong nhiệt thì nó khác nhau như nào không, bị ai bị phong hàn ai bị phong nhiệt chưa thì nói sự khác nhau thế nào, bác nào trong đây thử phát hiện nói đi, nói cho mọi người cùng trao đổi luôn, nó có sự giao lưu giữa hai bên. Là bác ấy hỏi là phân biệt sự khác nhau giữa phong hàn và phong nhiệt đấy, chắc chắn là nhiều người biết mà, kiểu gì ai một lần trong đời cũng bị dính phong hàn hoặc là bị sốt chứ kiểu phong nhiệt chứ. Mình không biết là cái vừa rồi có lẽ của mình là phong hàn, nhưng mà trước đó cách đây cỡ 2 tháng thì bé con nhà mình nó bị sốt, mình nghĩ chắc là bị phong nhiệt. Nhà mình thì không 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 có uống thuốc hạ sốt, và khi mà bé nó sốt như vậy á, cái lúc đó là khi mình lấy nhiệt độ mình đo hai bên tai trong họng thì nhiệt độ lên khoảng trên 39 độ, còn ở trán Wow. khoảng 38 độ rưỡi, và cái Đúng toàn thân ảnh nóng hết và người rất là đừ. đấy đấy. Nhà mình thì không 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 xài thuốc hạ sốt, mình không xài hạ sốt, và ngay cả khi mình sốt thì mình cũng không xài, mà mình sẽ làm theo cái cách là mình cho một là sẽ tắm tắm nước ấm, chườm chườm ấm tay chân, có nghĩa là chườm bằng nước mình thấm vào khăn á, và mình sẽ chườm trán rồi chườm tay, chườm nách và chườm bẹn, rồi cho uống nước chanh đường liên tục, cứ cỡ 1 tiếng đồng hồ thì mình cho bạn uống khoảng 100 đến 150 ml, và nguyên cả một ngày như vậy luôn, cứ cho uống như vậy á, thì qua ngày hôm sau thì bạn khỏe hoàn toàn và bạn đá bóng hoàn toàn, và mấy lần và cả nhà mình từ người lớn đến trẻ em đều áp dụng cách đó và đều có hiệu quả khi mà bị phong nhiệt, và lần nào cũng vậy.
không không mình không dùng thuốc đã mấy năm nay rồi, và khi mà Dạ. sốt thì mình đều dùng cách đó và thấy rất là hiệu quả. Đấy thì đúng chị phân tích một cái điểm rất quan trọng là sự khác nhau giữa hai cái anh này là cái sốt canh phong nhiệt thì là thường là sốt cao hơn ấy và cấp tính hơn. Đấy, còn đâu là cái anh phong hàn thì nó có sốt nhưng mà nó gọi là hâm hấp sốt hoặc là hây hấy sốt thôi, tức là kiểu sốt nhẹ nhẹ thôi mà sờ chỉ nhẹ nhẹ, nóng nóng nhẹ nhẹ thôi, đấy là một cái mà nó chưa phải cấp tính. Thế nữa là cái anh mà phong hàn thì nói chung là sợ lạnh, người sợ lạnh rồi là không thích uống nước, hoặc là tại vì là sợ lạnh không thích uống nước mà sợ sợ nước lạnh, mà sợ nước lạnh sợ lạnh này. Đấy, thì còn đâu cái anh phong nhiệt ấy thì nó lại kiểu như là vì nhiệt, thế là sẽ là ví dụ miệng khô khát này, hay là đục tân dịch đã bị nóng quá, tân dịch nó khô khát thì là vậy, như là chị là bổ sung thêm thêm nước 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 ozezone đúng không, để hoặc là các nước để cho nó bổ sung tân dịch vào, tại vì sốt thì mất tân dịch mà, thế này khô khát này, lưỡi đỏ hoặc là miệng lưỡi khô khát, toàn thân nóng nóng sốt là mập mập đấy, nguy hiểm. Hoặc là có thể là phong nhiệt thì có khi mà vì sốt cao có thể dẫn đến nên cơn co giật, mà nó giật đùng 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 luôn, hoặc là sẽ xuất huyết, ví dụ là chảy máu cam, chảy máu mũi, chảy máu xuất huyết ấy. Cái kiểu như thế, tái ra máu hoặc là ỉa ra máu, nó có kiểu có cơn xuất huyết tại vì là nóng quá nó xuất huyết ra, vỡ mạch ra nó xuất huyết. Để nó khác, nhưng mà phong hàn thì nó không phải như thế, nó không có vỡ mạch, nó không có xuất huyết, là nó cũng không có cơn, nó cũng không dồn dập như vậy. À. Nó hai mức độ nó sẽ khác nhau. Cái kiểu phong nhiệt giống như là một cái kiểu như là sốt, một kiểu sốt virus, sốt cao lắm, có dạng mà nhiễm khuẩn, nhiễm virus đấy. Nó dạng cấp tính hơn. Hay là mình phải hạ sốt nhanh hơn, tại vì sốt nó cao quá thì nguy hiểm tính mạng đấy, thì mình không 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 hạ sốt mà nó mất dần dịch thì được nguy hiểm đến tính mạng, vì nó ảnh hưởng đến nội tạng và thần kinh. Vì mất nước mất thì gây trụy mạch, trụy mạch là chết chết người thì trụy mạch mạch không đập nữa thì thôi chết, phải đi bệnh viện cấp cứu. Đông y thì không giải quyết được trụy mạch, chỉ có hoa sổ sức cấp cứu thôi. Thì nó khác nhau, mức độ nó sẽ khác nhau. Và đương nhiên rằng là người ta không nói rằng là phong dẫn hàn hay phong dẫn nhiệt, mà đây là phong hàn hay phong nhiệt thì chính là yếu tố là sự kết hợp giữa các tà với nhau. Ví dụ là phong hàn thì là do yếu tố giữa phong và hàn, hai yếu tố là hoàn toàn là riêng biệt, sao nó gặp nhau, nó kết hợp với nhau tạo thành yếu tố phong hàn, là cái bệnh phong hàn. Đấy, còn cái bệnh phong nhiệt nó gọi phong và kết hợp với yếu tố nhiệt tại nhiệt tà, thì gọi hai cái đấy gọi là phong nhiệt, chứ nó không phải là phong dẫn cái này hay phong dẫn cái kia. Nên là hai hai cái nhiệt tà, hai cái loại tà nó kết hợp với nhau tạo thành một cái dạng là cái bệnh bệnh như vậy. À. Các nhà vừa rồi thì có ai có gặp trường hợp gì nữa về 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 cả ngoại tà vừa rồi nữa không? Vừa rồi là em gặp nhiều bệnh nhân tư vấn nhiều cái bệnh này lắm, mà tư vấn cái nhiều cái bệnh này lắm. Ví dụ vừa cái cháu mà mẹ của mẹ cháu là làm về trị liệu, mà cũng là vật lý trị liệu này này, sau bọc nhiệt và đánh cảm trừ, đánh cảm thì tốt lắm, thế là làm cho các khách thì rất là nhìn tốt luôn đấy. Xong con thì là bị kể rằng là cháu thì bố đưa đi ngâm nước ấy, để kiểu đi tắm tắm bể bơi ấy mà, thì cháu là ngâm nước hơi lâu xong về tự nhiên là sốt luôn, tức là phong hàn ấy, cảm nhức lạnh ấy, thì nó hay sẽ biểu hiện thành kiểu dạng sốt hay hấy. Khi bác về bác mà cứ sờ vào cái tay này này, sờ vào người này, thấy nó cứ hơi hấy sốt sốt ấy. Nó không sốt cao như kiểu phong nhiệt hầm hập hập như chị vừa nói đâu, mà nó cứ hơi hấy sốt nóng nóng ấy, đấy là kiểu phong hàn. Thì phong hàn nó biểu hiện ra như thế, mà thì về sốt luôn thì cháu nó cứ hơi hấy sốt, xong rồi người nó mỏi mỏi mệt mệt ấy, mỏi mỏi mệt mệt mà có kèm thêm chóng mặt và buồn nôn, tại vì là phong hàn đấy kiểu thì nó hay chạy lên sau ót, mà nó gọi là phong trì này, phong môn là sau bả vai, xong nó chạy lên phong trì, nó hay kiểu như là ở sau ót này nó thì thành chóng mặt buồn nôn, thì nó có biểu hiện là chóng mặt buồn nôn, cái đặc trưng của phong hàn đấy. Thì hỏi là chữa kiểu gì được, vâng chị giỏi, chị cảm thế mà chị hỏi em đến cảm như sao nữa, bây giờ hỏi chưa chưa kể là đi ngâm nước lạnh nhé, thì hỏi là nghe cái biểu hiện thế ấy sốt này để chóng mặt buồn nôn là biết là cảm phong hàn rồi, chứ còn gì nữa. Thế thì còn hơi bị đi ngoài nữa, thế thì hôm nay thì hỏi lại thì mình đi thì đánh cảm, chắc không biết là chị đánh cảm như nào mà hôm nay thì nó lại tiến triển hơn là toàn thân mệt mỏi. Cái kiểu mà phong hàn nó sẽ là kiểu chạy ra toàn thân mệt mỏi, cái xương khớp nó mệt nó rã rời nhá, chỉ muốn nằm mà không muốn làm gì hết. Cộng thêm là nó sẽ chạy vào trong, nó cảm vào trong ruột đấy,
cảm ở trong ruột ấy thì nó sẽ thành ra kiểu như là đi ỉa, thì phân phân lỏng này, đi ỉa phân lỏng, không muốn ăn gì cả, đi ỉa phân lỏng, kiểu lạnh bụng cảm ruột đấy, thì mọi người vẫn đánh cảm được tốt, nó chạy vào bụng vẫn đánh được. Mình đánh ở phần sau lưng ấy, và đánh ở phần bụng cũng được này, và hai bên mạng sườn, và đặc biệt là hai bên mạng sườn rất là hiệu quả luôn. Về cái việc là chúng hàn ở bụng và đi ỉa phân lỏng ấy, đánh cảm vào hai bên mạng sườn đó chị ạ. Thì ra hai bên mạng sườn này nó rất là tương đối nhạy cảm, vì là mạng sườn buồn buồn nhột nhột mát mạ, và cái xương mạng sườn thì nó rất là nhẹ, là kiểu thần kinh mạng sườn nó rất là buồn nhột, và nó mạng sườn thì cái xương nó cũng chủ yếu nữa. Thế là phần đánh vào mạng sườn thì nói chung là đánh thì mình cũng đánh bình thường thôi, nhưng mà rất là nhột, khó đánh, nhiều người phải chịu cố gắng lắm đánh được. Nhưng mà cái mạng sườn các bác biết không, là đánh 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 hai bên mạng sườn theo các lan sườn, hoặc theo các kẽ lan sườn, hoặc là các lan sườn đấy, trong cái trường hợp mà bị đau bụng này, quằn quại, hoặc là đau bụng theo kiểu lạnh lạnh ấy, đi ngoài đấy, đấy thì là phong hàn đấy, là đánh xong là da màu đen là nó sẽ cắt cơn luôn, không đi ngoài luôn. Đã làm nhiều trường hợp cái kiểu bị đau bụng theo kiểu phong hàn rồi, đặc biệt cái chủ cái phần hai bên cái mạng mạng sườn đấy. Thì ở trong đông y thì nó cũng nói rằng là bên hai bên mạng sườn ấy, ví dụ là có cái huyệt trương phong đấy, hai bên mạng sườn trương phong là chỗ đấy là nơi tập trung của ngũ tạng, là nơi tập trung của ngũ tạng. Thế thì ra là đối với cái người mà ví dụ là bị ngất ấy, cho bị bất tỉnh nhân sự luôn, thì người ta vẫn là dùng hai cái tay ấy, người ta xách vào hai bên mạng sườn đau lên, nó kiểu kích thích ngũ tạng ấy, cái kiểu cách cấp cứu đấy, để làm tỉnh người bị ngất tạm thời đấy, là hai bên xách cả vào hai bên mạng sườn mà. À, đau nó giật lên, xách hai bên mạng sườn, cầm vào cái phần cơ của nó, cơ cơ thịt của nó, cho mình cầm vào xương, thì mình xách lên, kéo lên, nó giật, nó tỉnh tỉnh lên. Ý là muốn nói là cái bên mạng sườn thì là nó là nơi tập trung của ngũ tạng, nó kích 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 tỉnh ngũ tạng. Thế là từ đó thì cái này em nói thật là không ai dạy cái phần đánh cảm này, không ai dạy, mà kéo là nếu mà nói đánh cảm về mạng sườn là người ta còn chửi cho chết thôi đấy. Em nói ra là cái này là kiểu ông thầy lang này vớ vẩn không biết gì, đánh mạng sườn nó nguy hiểm, nó nhột, hoặc là xương nó yếu đúng không các bác, thì mình đánh ở mức độ chấp nhận được, cái công lực không quá mạnh để mà tổn thương xương nhá, ấy thì là vẫn được, mà nó hiệu quả tức thì luôn, là chữa chuyên chữa cái chứng mà đau bụng ỉa chảy đấy, là đau kiểu vào cảm phong hàn vào ruột đấy, hiệu quả tức thì luôn. Thế đây là đấy là kinh kinh nghiệm của em đấy trong việc điều trị cái này. Tại vì rút ra từ cái mà kiến thức của đông y nó là cái việc trương phong ở mấy mạng sườn thì nó là kích tỉnh ngũ tạng, mà công nhận hiệu quả các bạn lắm các bạn ạ. Bác thử một lần mà xem, nhưng mà nó Cái hơi đấy buồn đấy. thì em thấy là các kiến thức chuyên sâu thì vào buổi thứ tư sáng thứ tư mà có chia sẻ về cái đấy, thì hôm đấy tất cả anh chị em vào buổi hôm thứ tư thì chia sẻ nó chuyên sâu hơn. Thì bây giờ có những người xem video của thầy rồi, cũng nhiều người người ta cũng chưa hiểu những nguyên nhân đấy, bây giờ phân tích nguyên nhân đấy phải mất một buổi mà thầy. Hôm nay là chủ đề của hôm nay đâu phải là cái đấy đâu, thì Vâng, không, thầy nói vẫn là có cái quan hệ cái là phong chủ đề hàn chính. phong, vẫn cái lục tà đấy, thì đang kêu như là mọi người đang hỏi mọi người này, mọi người đang 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 muốn hỏi về cái phong gì, gọi là muốn giao lưu về cái phong thêm này, rồi cái tức là cái tà khí thêm, thì dẫn dắt thêm. Ngày xưa bố mẹ mình vẫn đánh ở mạn sườn khi đau bụng tiêu chảy do trúng gió đó thầy. Đấy chị Phương là chị vẫn có đấy. Thì tí lên đến cái phần bài tập thì mình sẽ nói lại, tí là có những cái trường hợp thì mình có thể nói hơn. Để em đi, em thử thử dẫn dắt một chút kiểu vậy. Thế thì sau bữa là trước là đã nói đến cái phần thấp rồi đấy, là thấp thì bữa là đến là cái đoạn ngoại thấp và nội thấp rồi, thì hôm nay là mình nói lốt cái phần tà cuối cùng trong cái sáu tà, thì là hỏa đúng không chị, đó là sáu tà lục tà, nhắc lại đó là phong hàn thử thấp táo hỏa, phong hàn thử thấp táo hỏa thì đã nói hết rồi, ngày đến táo táo thấp rồi nói hết rồi, còn lại cái hỏa là cuối cùng thôi đấy. Trên đấy thì mình sẽ nói nốt cái hỏa này, cái hỏa này thì hay còn gọi là cái nhiệt đấy, hỏa và nhiệt thì nó cũng là ý này là một. Thì cái hỏa này thì nhiệt chính là cái độ độ nóng rồi, là những cái hơi nóng, những cái độ nóng ở bên ngoài, cái yếu tố là nhiệt tà bên ngoài nhé, nhiệt thì nó cũng sẽ có ở nhiệt ở bên trong và ở bên ngoài.
thì nhiệt ở bên ngoài này quá rõ rồi, đi giữa trời mùa hè đấy thì đấy là cũng có một cái nhiệt đúng không, cái nhiệt độ, cái nóng hừng hực đấy nó cũng là một loại khí tà, nó có thể xâm nhập vào trong cơ thể, thì nó là độ nóng này, thì nó được xếp vào dương tà cùng với các loại tà khác như là thử này, táo này, phong này là dương tà, còn có hai cái anh là hàn và thấp là âm tà thôi đấy, thì nói nhiệt độ và nhiệt nhiệt tà thì nó là dương tà, nó xuất hiện vào nhiều mùa hạ, đúng rồi, mùa hạ nóng thế, nhiệt lắm nhất rồi, nhiều nhất rồi. Thế nhưng mà không phải là chỉ có mỗi cái hơi nóng ấy vào mùa hạ đấy nó mới là nhiệt tà, nó có thể xuất hiện theo kiểu như là biến hóa từ các tà khác mà ra. Em ví dụ là các bác như đồ phong chẳng hạn, cái phong thì ví dụ là phong nhiệt đấy các bác, hoặc là phong hàn, nhưng mà nó cũng hơi 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 sốt, nó cũng có tí nhiệt đấy chứ. Rồi là cái phong nhiệt thì nó là sốt hầm hập với sốt nóng hầm hập đấy, sốt đến cả gọi là co giật, sốt đến cả xuất huyết ở đấy, là cũng là nhiệt đấy chứ, tức là nó cũng là có từ cái phong mà nó biến hóa ra. Hay là cái hàn đấy nó cũng là xuất thành nhiệt đấy chứ, tại vì người ta thường nói là hàn cực thì sinh nhiệt đúng không, nhiệt cực thì sinh hàn đấy, người ta nói thế, hàn cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh hàn. Các bác nhớ, em nhớ có một cái vụ mà ví dụ cho cái chuyện này nhá, cái chuyện này đau lòng lắm. Cái câu chuyện kể về một 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 mấy cái anh chị xuất khẩu, tức là vượt biên để sang Đức đấy, trốn trong cái xe lạnh đấy, nhớ cái vụ không, hơn chục cái anh sinh viên, hai anh chị đấy xuất khẩu sang đấy, trốn đấy là cái xe lạnh đấy, thì có vẻ là cái xe rất là lạnh không, thế nhưng mà khi mà mở ra thì có vẻ là thấy rằng là tất cả là nói chung là nhiều người là cởi áo ra, tất cả đến một cái nghe khoa học nó giải thích là đến một cái lúc mà nó lạnh đến kinh khủng luôn, lạnh đến lạnh lạnh thấu xương rồi, lạnh rất là lâu rồi, thì lúc đấy người ta lại cảm thấy nóng dần 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 lên đấy, lúc đấy thì họ cởi áo ra, người ta lạnh thì cởi áo ra, thế nên là thế nên là ý mới nói ở đây là đấy, cái trừ từ cái hàn cực thì nó sẽ sinh ra ra nhiệt, thế nên là phong hàn thì nó cũng có cái nhiệt sinh ra chứ, hàn thì nó cũng sinh ra nhiệt đấy chứ, chứ không phải là không, thì hàn rất là lạnh rồi thì nó sẽ biến hóa thành nhiệt đấy, không phải đùa đâu. Ấy rồi là phong này, hàn này, thử thì nó cũng nên là nắng thì nó cũng là nóng, rồi táo thì nó cũng là nóng rồi, nó cũng sinh ra táo là khô đấy thì nó cũng sinh ra nóng, thì táo bón đấy các bác nó cũng là sinh ra nóng nhá. Thấp thì nó thì các bác biết thấp nó sinh ra nóng như thế nào không, thấp ấy, cái dạng là ví dụ thấp ấy, nó sinh ra nóng như nào, các bác có thể thấy được là cái liên tưởng đến dễ nhất là đến cái trường hợp mà mấy cái cụ mà bị phong thấp, mấy cái cụ về phong thấp ấy, thì cái bệnh mà phong hàn thấp này, cái bệnh cụ mà mới bị phong thấp này thì nó sẽ chia làm thế này. Nếu mà mới đầu ấy mắc ấy thì các yếu tố như là phong, gọi là phong tí này, là đau theo kiểu là phong ấy, thì là như thế nào thì giống như tính chất của phong chạy chỗ này chỗ kia, sẽ đau của theo kiểu hàn tí, thì mới mắc ấy thì hàn tí thì đau theo kiểu như là thích kia so bóp lạnh này, hay là đau co cứng này. Còn đau theo kiểu thấp thì mới ban đầu ấy thì nó sẽ là co, thế là tê bì này, có co duỗi này. Thế nhưng mà nếu mà để lâu ấy thì cái phong thấp này, cái thấp này này nó sẽ chuyển thành một cái thể thứ tư, thể cuối cùng người ta gọi là thể nhiệt tí, tức là đau theo kiểu sưng nóng đỏ đau thì các cụ bảo thế. Sách đồng ý dạy thế là đau lâu ngày thì sẽ thành là kiểu là sưng nóng đỏ đau, cái thấp đấy, thấp lâu ngày thôi sẽ hóa thành kiểu sưng nóng đỏ đau, thì cái khớp nó sưng đỏ lên, tấy đỏ rực lên và sờ vào nóng rực đi, và nếu như các bác sờ vào đấy mà các bác muốn xoa bóp cho người ta cũng không xoa bóp được, tại vì nó đau dữ dội, đau cự án, tức là sờ vào đấy là đau chống lại đấy, đau giật mình, đau la hét, đau như thế này là động ngón tay vào cũng đau ấy, thì không thể nào mà xoa bóp được đâu, thực tế là như thế đấy, thế là lúc đấy là phải tiêu viêm giảm đau cho người ta thì mới vật lý trị liệu được, thực tế là thế. Thì nếu mà như thế này rõ ràng là đây là cái thấp ấy, nó cũng đã hóa thành nhiệt rồi, là nhiệt tí là bệnh 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 lâu rồi, nó bệnh nặng hơn rồi, nó nóng là xước sưng nóng là bệnh đã nặng hơn bình thường rồi và nó đã lâu rồi mãn tính thì nó hay hóa thành nhiệt đấy, đấy nhá. Thế là các bác nhìn gặp bệnh nhân nào mà kiểu phong thấp đấy mà khớp sưng lên này cũng phải nó phải chắc đến 80-90% là bệnh này là cũng nặng hơn rồi, và hai là bệnh này là cũng chịu đựng lâu rồi, hôm nay mày không chịu nổi nữa thì mới mời mình đấy. Thực tế là thế, lâu lâu rồi mãn tính nó mới hóa thành nhiệt.
Thế thế là để nên là cái thể nhiệt tí ấy, cuối cùng nó hóa nhiệt đấy. Đang. Và rõ ràng là và cái nhiệt tà thì đương nhiên là nó phải làm mất tân dịch rồi, vì nó nóng thì nó làm mất nước thì nó sinh ra hao tổn tân dịch, thế nên là mấy cái vụ mà bị nhiệt tà bị nóng thì là sẽ là miệng thì khô khát thì thích uống nước, đúng không? Rêu lưỡi thì đỏ, hoặc là tiểu tiện thì nước tiểu thì nó sẽ vàng đậm. Thì nhớ cái vụ mà phân màu nước tiểu không các vị? Trong thì là kiểu hàn đấy, mà vàng nhạt thì là kiểu bình thường, còn nó vàng đậm sậm sậm màu đấy thì đấy là kiểu đã nóng rồi, bên trong là có nhiệt rồi đấy. À, nếu thêm đỏ nữa thì thôi rồi, càng nhiệt, tại vì là nói chung là nóng đỏ viêm rồi thì nó mới chảy máu ra, thì nó mới hồng cầu, nó mới lẫn vào trong nước tiểu thì nó mới đái ra máu, thì là rất là nóng rồi, thế là có nhiệt rồi đấy. Thế là tiểu thành thì biểu hiện ra thế, đái ra máu luôn. Và cái g mà nhiệt thì đái thì nó là ít, đã ít, bây vì đang nóng quá rồi, giờ mất nước rồi, còn nước tiểu đâu mà đái nhiều nữa, có phải là kiểu như là hàn đâu. Cái hàn thì các bác biết không, hàn thì kiểu ấy thì người ta gọi là nước đái là tiểu là trong dài, trong dài, trong là ý là lạnh đấy, dài là tức là đái nhiều đấy, tại vì là thận các kiểu nó yếu thì là ăn mà uống bao nhiêu thì đái ra bấy nhiêu, thì gọi là phọ nó hàn thì nó lạnh thì nó hay là đái nước tiểu trong dài. Còn mấy cái anh mà bị nhiệt nhiệt đấy, các bác cứ để ý mà xem, người ta sẽ nói một câu là nước tiểu xẻn đỏ, xẻn đỏ tức là tiểu ra máu, không, không, hoặc là tiểu vàng đậm này, hoặc là nước tiểu ít, nước tiểu ít thì gọi là xẻn, tái xẻn đấy, bùn 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 xỉn hay bòn xẻn đấy, à tôi thấy là bòn xẻn đấy, mày bòn xẻn đấy, ki bo bùn xỉn thế đấy, là kiểu ít đái ít, vì nó là nhiệt quá nó mất tân dịch. Thế thành ra là đấy là các bác phải khám, cái chỗ này nó có phần cho các bác khám chứ, các bác mà muốn xác định nhiệt thì thấy hỏi mà bệnh nhân mà nhiệt đấy, và bệnh nhân đái ra máu thì đái ít, rồi là miệng lưỡi khô khát thì người thích uống nước thì uống nước mát thế, kiểu thế thì là phải biết là nhiệt rồi chứ. Thì nhiệt rồi thì vậy thì là bác phải cho cái gì nó mát mát rồi chứ, cái gì cho cái gì nóng nóng, và bây nóng thế các bác cho uống gừng uống hồi uống quế vào thì thôi rồi, lượm ơi bệnh chết giờ, nặng hơn đấy chứ, các bác nhớ vậy. Rõ ràng cái điểm này là đơn giản lắm, nói thì cứ như là trẻ con dạy người như là dạy trẻ con đấy, nhưng mà thực tế ra thì cực kỳ là quan trọng, trong hiện đầu tiên phải xác định cái nhiệt đấy cho chuẩn. Khi mình xác định cái nhà hàn nhiệt đấy là một trong yếu tố mà bát cương để chẩn đoán bệnh cho điều trị cho chính xác mà. Cái điểm thứ hai là về cái đặc điểm của cái nhiệt này, cái đặc điểm thứ hai của cái nhiệt nhé mọi người nhé. Cái nhiệt này ấy, thì là mọi người nhớ cho em là cái nhiệt này nó sẽ đi không phải là một phát nó lao thẳng vào bên trong đâu, nó đi từ ngoài vào trong, nó đi từ 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 ngoài vào trong, chứ có phải nó lao một phát nó lao thẳng vào bên trong mình đâu. Nó sẽ đi từ phần biểu vào phần 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 dinh huyết, người ta gọi là phần máu đấy, từ giờ từ mới vào nội tạng được, mới vào trong nội tạng được, bên trong được, nó đi từ ngoài vào trong, thế là thành ra là nhẹ, từ nhẹ đến nặng. Nếu mà đi từ ngoài vào trong thì biểu hiện đầu tiên là sẽ thấy là bệnh nhân này đặc điểm có nhiệt đấy, bên ngoài nó thấy là sốt, đúng không? Cái là sốt cao này. Mặt thì nó đỏ lên, tại vì là mà nóng thì mặt nó đỏ phừng phừng lên. Mấy cái bác gặp mấy cái cụ mà bị cao huyết áp chưa, nhìn cái mặt nó cứ phừng phừng lên là biết ngay, bác hỏi bị bác cao huyết áp à, đúng rồi, sao biết mặt đỏ phừng phừng lên, cái kia không uống rượu, không uống rượu mặt nó cứ đỏ thôi đấy, là kiểu thế. Một trong những nhìn mặt đỏ nó biết là kiểu là ông nóng nóng, nóng đấy. Đấy thì vì nóng nên là sẽ ra nhiều mồ hôi, tại vì là mồ hôi trong cơ thể thì nó là ý là cơ thể tạo ra cái mồ hôi là để dẫn cái nhiệt ra ngoài, đúng không các bác? Khi mà xuất tiết mồ hôi thì làm mát mà, nên là những người nóng thì sẽ giờ nhiều mồ hôi chảy ra và khát nước. Tuy nhiên rồi nóng thì phải khát, tôi uống thích uống nước này, còn thích uống nước mát nó cơ, chứ không thích uống nước nóng đâu, các bác cho cốc nước nóng rồi không thích đâu, thích uống nước mát cơ. Thế em bảo các bác là thế này, sẽ chỗ nhiều mồ hôi này là hay này, cho các bác lưu ý nhé. Đấy, trông cứ như là lừa nói trẻ con nhưng mà thực sự là quá hay luôn.
Đấy, nhìn người nhiều mồ hôi là các bác phải xem lại cái bệnh này là cái bệnh nhân này là khéo là nóng rồi. Ví dụ mấy cái lần trước đấy, mấy chị hỏi em đấy là con nhà em là sao mà cháu nó gầy lắm, ăn cũng không lớn được ấy, mà ăn bao nhiêu ấy, nó đi đâu ấy, đấy ăn toàn sơn hào hải vị, em có tiếc cái thứ gì đâu mà cháu nó gầy lắm. Thế hỏi là gầy lắm thì bây giờ để con cái kiểu là hay ra mồ hôi nữa, mà nó cháu nó ra mồ hôi nhiều nhiều lắm, mà gầy, người người gầy ăn nhiều không béo thì cái đấy là rõ ràng rồi. Hỏi xem trong tiểu tiện đại tiện sờ ra thịt chân tay của cháu mà xem, rồi nhìn lưỡi nhìn nước xem cháu khác không. Thường là những cái cháu như thế, có phải có phải không chị, những cái cháu như thế là cái bên trong nó nóng quá, kiểu như là vị nhiệt dạ dày nó nóng quá, hoặc là can thận hoặc là gan hoặc là thận hoặc là tim của gì ấy, bên trong ấy nó nóng quá, vì nó nóng quá nên là nó bị thiêu đốt tân dịch ấy, ăn bao nhiêu thì cái thức ăn nó thiêu đốt bấy nhiêu, là không hấp thụ được, nóng quá không hấp thụ được, mà nó sẽ nóng, vì nóng thế nên nó hay xuất tiết mồ hôi để làm mát cơ thể. Thế là cháu mà gầy như vậy mà ăn không tăng cân được, lại cộng thêm là xuất tiết nhiều mồ hôi, thường là những cháu mà có tạng nhiệt. Thế nên là các mẹ chú ý là các cháu như thế muốn tăng cân thì các chị chỉ lấy cái gì man mát là uống cho các cháu, là các cháu cứ phỏng phao ra tăng cân vùn vụt đấy, em khẳng định luôn, tại vì em cũng cho các cháu mấy cái cháu đấy uống mấy thứ man mát rồi tăng cân thật, béo trắng ra thể hiện ra, ví dụ là mấy cái thứ mà đơn giản thôi cũng không phải phức tạp gì đâu, cho cam gì đâu, ví dụ là bột sơn dây đúng không, hoặc là kỳ tử mát này, táo đỏ mát, hoa cúc này, đẳng sâm này, vâng, nước mía cũng được mát béo, nước mía mát béo cho mấy cháu béo nóng nóng để uống, nó vừa làm mát nó lại là vừa thêm cái tân dịch để nó hấp thụ tốt hơn, mà thì cháu béo thật, đơn giản đấy thôi. Còn cái lạnh nữa, lạnh cũng gầy gầy luôn, béo cũng gầy mà lạnh cũng gầy đấy, đun lên thì tốt, chị đun lên cho nó hơi dễ hấp thụ để sống này. Em không thích để sống lắm, nghe đồn là sỏi thận, sỏi uống không tiêu hóa được, cứ ngoáy ngoáy tí nước nóng lên cho cháu nó ăn được, ăn dây mát thôi, làm mát vị đấy, làm mát dạ dày đấy, mấy cái trong dân gian mình vẫn là đồn với nhau, và thực tế là đúng là mấy cái cháu mà bị vị nhiệt đấy là dạ dày này, nóng này, ăn không ăn mà nó đốt hết tân dịch, ăn bao nhiêu cũng ăn nhiều lắm mà không béo được, đấy là cái vị nhiệt đấy, thì là các cụ dân gian là vẫn dùng son dây là để cho nó mát dạ dày, nên là tốt chữa nóng dạ dày đấy, các mẹ mình bị nóng dạ dày cũng uống của son dây được, các cháu nó hợp mấy món mát lắm, dừa diếc mát uống cũng ngon, thích không bị lê trệ gì hết, thích uống nước mát. Ở đấy là cái giai đoạn đầu nhá, này là ở phần biểu đấy, là sốt này, mặt đỏ, nhiều mồ hôi, khát nước. Thì nếu mà bây giờ nó vào sâu hơn một xíu nhá, nó gọi là vào phần dinh huyết, là vào phần máu, phần khí ở đấy, nó sò sâu hơn rồi đấy, thì nó sẽ nặng hơn. Và nặng hơn đấy, nó nặng hơn thì nó biểu hiện ra thành những cái như này các bác. Xuất huyết. Thì trong đông y thì người ta nói rằng là nhiệt thì bức huyết vọng hành, các bác ghi lại câu đấy thì về sau nói cho nó oai, nhiệt thì bức huyết vọng hành, tức là khi mà nóng quá thì nó khiến cho huyết nó bị xuất huyết, nó bị xuất huyết nóng quá nó gây xuất huyết đấy, biểu hiện ra đặc trưng ví dụ là chảy máu mũi này, rồi là chảy đái ra máu, hoặc là chảy máu hậu môn, tức là đại tiện ra máu thì đấy. Nên đặc biệt là hay chảy máu mũi, đặc biệt chứng rất rõ nhất là chảy máu mũi là gọi là nôn, cả có cả nôn ra máu cũng quá, nôn ra máu cũng hơi kinh đấy. Xuất huyết đặc trưng thứ nhất là xuất huyết, cái thứ hai là đặc trưng thứ hai của nó là khi nào đã vào sâu hơn rồi ấy, là làm bị co giật, bị co giật nên nên cơn co giật ấy, co giật ấy. Co giật tại vì là cái nhiệt thì nó sẽ tác động vào phần gan này, gan thì chủ cân thì nó à, dẫn nên là nó kích thích cái phần đấy thì nó sẽ kích thích cái gan thì nó sẽ biến là lên cơn co giật. Và nó có thể là đối với một số thì nó còn gây ra bị ban chẩn ấy, tức là bị mề đay ban chẩn đấy, các bạn mọi người có biết cái kiểu ban chẩn không?
nhiệt nhiệt thì nó cũng là nó đã nhiệt nó vào trong 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 kinh lạc trong 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 bên trong ấy thì nó cũng sẽ gây ra chứng ban chẩn. Thì mọi người đây có biết tính ban chẩn không? Mọi người đánh xem là biết hay không biết cái chứng ban chẩn đấy. Mọi người nghe bao giờ chưa? Chưa thầy ạ. Nghe rồi, chị Thanh Tâm nghe rồi. Chưa nổi nốt. Chưa, chưa. Đúng rồi, nó cũng là một phần đấy, Minh Chí ạ. Bác ạ, ban chẩn là nó là một phần đấy, rồi ban bề đay, nó một bề đay là một phần đấy. Một phần của dạng ban chẩn đấy. Đấy, rồi thế là cũng có một số người biết và lồi lốt từng khu này nó và nó là một phần đấy thì đây là ban chẩn nhá mọi người ban chẩn nó sẽ làm chia làm hai kiểu một là ban hai là chẩn ban chẩn là hai hai kiểu của một cái dạng nhiệt vào trong cơ thể và vào phần dinh huyết và máu huyết đấy chứ là nó ứ đọng ở trong nội tạng đấy chứ thì là cái ban chẩn này nó là một tên nhưng mà về hai chứng khác nhau và đấy cái ban thì mọi người biết rồi là cái ban này giống như cái mề đay đấy. Đúng không? Ban này giống như cái mề đay đấy. Cái mề đay thì cái mọi người biết cái mề đay thế là cái ban chả cái ban đấy là nguyên nhân là do nhiệt. Tức cái ban thì là nguyên nhân là do nhiệt nhé. Nhiệt nó nhiệt tức nhiệt tan này này. Nó vào trong đấy thì nó sẽ nổi lên thì cái ban thì đặc trưng là nó nổi thành cái nốt đỏ hồng đấy và cái đúng là cái và nó nổi lên và nó không có chìm đi. Nó nổi nốt đỏ thì từng mảng có thể từng mảng thì hoặc là từng vùng ấy mà nó không có chìm đi đặc biệt là cái ban này nó không có chìm đi mà nó là nóng nó do yếu tố nhiệt nó gây ra còn yếu tố thứ hai thì là chẩn đấy chẩn thì nó do yếu tố nhiệt gây ra ban thì do à, mà nhầm ban thì do nhiệt còn đâu chẩn thì do thấp nha mọi người em nói lại là cái ban thì do nhiệt còn đâu là cái chẩn thì do thấp gọi là nguyên nhân là chung là gây ra ban chẩn gọi là thấp nhiệt mà cái chẩn này thì nó sẽ nổi theo kiểu khác là nó nổi rằng là nó nổi ví dụ nó nổi vào buổi tối ấy, thì lúc sáng sớm thì nó sẽ chìm đi tức là nó sẽ nổi lên và nó sẽ chìm đi cái chẩn nó tính rất là đẹp là nổi lên và chìm đi nổi lên và chìm đi còn ban thì nó nổi lên và nó không chìm đi cái về màu sắc về nhận định về độ nặng nhẹ của ban chẩn đấy mọi người có thể nhìn vào màu sắc ở cái ban chẩn đấy nếu mà nó nổi lên với cái màu đỏ hồng đấy thì là bệnh nhẹ chữa tốt không nguy hiểm nếu mà nổi màu hồng hồng đấy là bệnh nhẹ còn như mà nếu mà các cụ nói là nổi ban chẩn màu hồng thì là 9 phần sống 1 phần chết người ta nói thế còn nếu mà giả sử mà cái ban chẩn mà nó nổi lên cái màu sắc tím sẫm đấy đen xì đấy thì đấy là các cụ nói là 9 phần chết 1 phần sống bởi vì các cụ thì bảo rằng là cái ban chẩn đấy mà nó nổi lên cái màu mà màu màu mà tím đen đấy sắc đen đấy là bên trong đã có sự tổn thương rồi là đã có sự viêm loét hoặc là sự tổn thương các nội tạng bên trong rồi ấy chảy máu hoặc viêm loét bên trong rồi thì nó sẽ thành cái nốt là đen tím sẫm thì nó sẽ nguy hiểm hơn là cái phần mà ban chẩn mà nổi lên cái nốt mà hồng hồng đấy đấy thì là cái tính chất cái nguyên nhân của cái ban chẩn này là do cái thấp nhiệt này bị trúng cái thấp nhiệt này vào trong dinh huyết hoặc là vào trong kinh lạc của nội tạng đấy nó sẽ ứ đọng ở phần đấy thì phần ban thì nó sẽ là sinh ra là do nhiệt chẩn thì là sinh ra do thấp và ban thì nổi nổi lên và không chìm đi chẩn thì nó nổi lên và nó chìm đi và cái ban chẩn thì nhìn màu sắc ấy, thì nếu mà màu hồng hồng đấy thì nó là bệnh nhẹ còn nó là màu tím sẫm đen thì nó là bệnh nặng và có thể là có sự viêm loét bên trong nội tạng rồi các bác nhìn thử một xem mà mọi người hiểu không nhỉ mọi người hiểu cho em số 1 đi em sợ mọi người không hiểu quá à
Dạ. Ok mọi người. Ấy thì là về cái tính chất của cái đặc điểm của cái nhiệt đấy là nó như thế. Mọi người nhá. Đấy. Thì nếu mà cái chứng về chứng viêm nhiệt đặc trưng của nó nhìn thấy thì là đây là mọi người thấy là bị đặc những cái mà đặc điểm mà dễ thấy nhất là loét lưỡi này, sưng lợi, mắt đỏ sưng. Những cái trường hợp mà mắt nó sưng đỏ loét lên rồi là lưỡi thì nhiệt ra bị loét ra đúng không? Thì là những cái đặc điểm đấy là thể hiện là đang bị nhiệt đó, đúng không? Thì mọi người thường là cho uống mấy cái thứ man mát đi, mấy cái đậu đen đậu biếc là nhiệt giải nhiệt thế này nó cũng đã hết sưng mà đấy, thực sự là cái này trong đời sống mọi người hay gặp nhiều loét lưỡi tự nhiên để cái loét lưỡi loét lợi lên là sưng lợi lên đỏ ra răng gọi là loét ra đau lắm, thì dùng mấy cái man mát là tự nhiên thấy là từ giờ nó lành lại, hoặc uống CCC hoặc uống cam ấy tự nhiên là cam thanh nhiệt mà thì nó uống vào là nó hết luôn đấy, rất là hay luôn. Về phần kết hợp thì của sao mà bài vẫn đứng nguyên như vậy, để slide vẫn đứng nguyên một chỗ vậy chị. Đấy thì phần kết hợp đây thì ở đây là có ba cái chứng này mà mình đã biết từ sự mình đã học từ bữa trước rồi đấy, là chứng là phong nhiệt này đúng không, là thấp nhiệt này, đấy, thử nhiệt này. Chưa xong cái phần hỏa đâu chị, đã sang phần nội nhân đâu. Thế thì đấy là cái yếu tố mà bên ngoài đấy, đấy mọi người, những yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng nó tác động vào bên trong thì nó là như thế. Thì còn thứ hai là mình phải phân biệt cái yếu tố nhiệt bên trong và nhiệt ở gây ra từ từ bên ngoài và yếu tố nhiệt ở bên trong nó gây ra nhé. Ở đây thì cái yếu tố nhiệt ở bên trong này này người ta gọi là cái chứng mà hư nhiệt đây này, người ta gọi là âm hư sinh nội nhiệt. Cái câu này thì mọi người cũng ghi xuống để mình nhớ đấy, lần sau thì cứ thế là nói là âm hư sinh ba chấm sinh nội nhiệt. Cái chứng âm hư sinh nội nhiệt này là các bác có thể thấy rõ ngay từ ở những cái bệnh mà các bác nào mà bước vào cái tuổi hoặc là đã qua cái tuổi tiền mãn kinh rồi thì các bác biết rồi, cái giai đoạn mà âm hư hỏa vượng hay âm hư hỏa bốc đấy, các bác biết cái kiểu rồi, nhưng mà kiểu rồi đúng không ạ? Tại vì em thì cũng không 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 phải là phụ nữ, thì em không biết là phụ nữ thì âm hư hỏa bốc thì sẽ như thế nào đúng không, nhưng mà đặc trưng là có cái chứng âm hư sinh nội nhiệt này hay là kiểu như nào, nó có mấy kiểu nhiệt nhiệt đấy, ví dụ là ngũ tâm phiền nhiệt nói rồi đấy, ngũ tâm phiền nhiệt là ví dụ hai lòng bàn tay bàn chân thì và ngược ấy là 5 phần rồi, 5 chỗ rồi, ngũ tâm là hai bàn tay này, hai bàn chân này, chứng và chứng ngực này là nó bị nóng nóng nhiệt đấy, là người ta gọi là ngũ tâm phiền nhiệt này, chứng âm hư sinh nội nhiệt đó. Hay là các bác ghi những cái này và để ghi nhớ đấy, mình nói thì các mình gặp bệnh nhân là biết ngay là cái trường hợp âm hư sinh nội nhiệt rồi. Hay là cái chứng mà hai gò má thì đỏ là chứng còn thuộc âm hư sinh nội nhiệt đó mọi người ạ. Bởi vì rằng sao lại gọi là hai gò má đỏ, tại sao cả mặt không đỏ đi lại chơi cả hai gò má thôi? Tại vì bởi vì cái này thế là cái gò má thì nó là cái chỗ cao nhất của khuôn mặt, thế thì vì là nhiệt thế là nhiệt nó sẽ bông nó sẽ thăng lên, sẽ bay lên thì nó sẽ bay lên chỗ cao nhất thì nó sẽ nhiệt, nó sẽ đọng vào hai bên gò má này này là chỗ mà cao nhất mà, thế là chỗ đấy là sẽ đọng nhiệt nhé. Và tại sao lại không đỏ cả mặt đi mà lại chỉ đỏ hai gò má thôi? Bởi vì là đang âm hư. Âm hư thì nói chung là nó đang âm hư thì nhiệt thì nó bị nó chỉ một là nó ít thôi, và hai là cơ thể đang bị hư đấy, thế là máu nó chỉ tập trung nó ít, nó có ít thôi nên nó chỉ tập trung vào hai gò má thôi chứ nó không tập trung cả mặt. Đấy. Thế là đặc trưng của cái bệnh là âm hư sinh nội nhiệt thì là hai gò má đỏ. Thứ ba là cái này đặc biệt là khó chịu nhất này, em thấy cái này là bệnh nhân là mô tả rất là khó chịu luôn, là chứng chiều nhiệt đấy, chiều là cái thủy chiều đấy, là cứ thấy là cứ bốc hỏa thôi, lên cơn thì bốc hỏa hết ngày này sang tháng khác theo một chu kỳ nhất định, giống như thủy chiều lên, cứ đúng giờ đấy là nó chiều nó lên thì cơn bốc hỏa nó cũng thế, nó cứ tầm ví dụ tầm chiều chiều ấy là lại có cứ có cái cơn nó bốc hỏa lên rồi bốc lên rồi lại xuống, bốc lên lại xuống rất là khó chịu luôn.
Có nhiều người nặng ấy là bốc theo kiểu từng phút từng giây một luôn đấy, 5 phút để bốc một lần, 5 phút để bốc một lần. Thì có người thì bốc thời gian nó xa hơn, ví dụ chiều tầm chiều chiều thì mới bốc hỏa thôi. Đấy là cái kiểu chiều nhiệt đấy, như vậy. Cái dạng thứ ba là dạng cốt trưng lao nhiệt. Cái dạng cốt trưng lao nhiệt thì nó xuất hiện nhiều, và đối với trứng mà thận thận hư ấy, thận âm hư đấy, vì cái thận chủ xương mà, thành ra là nó sẽ cảm thấy như là nóng nhất trong xương, thì gọi là cốt trưng lao nhiệt, trong xương nó cứ nóng nóng bức bức ấy. Hay thấy nhất ở trứng mà hư lao bệnh gọi là, thì nó hay cốt trưng lao nhiệt, nóng nhất trong xương ấy, khó chịu ấy, tức là đại thể toàn là nóng thôi. Da mồ hôi trộm hay gọi là trứng đạo hãn. Trứng về da mồ hôi trộm thì nó sẽ có hai cái thể là trứng đạo hãn và trứng tự hãn đấy. Trứng tự hãn là lúc nào cũng ra mồ hôi luôn, thì đấy là trứng khác, là trứng dương hư. Còn cái trứng mà chỉ ra mồ hôi vào buổi đêm thôi là mồi trộm đấy. Buổi đêm đêm ấy ngủ thì tự nhiên là ra mồ hôi vào buổi đêm thôi, sáng dậy thì lại hết. Sáng dậy khô ráo nha các bác. Đấy thì là ra một buổi đêm thôi là âm hư, tại vì buổi đêm là chủ về âm mà, thì là ra buổi đêm là ý là nói là thuộc âm hư rồi nhá. Và cái thứ hai là nó thì ra ra ít thôi và ra nhiều vùng đầu, tại vì là cũng nói như vừa rồi, nói là vì nhiệt mà, thế nên sẽ bốc lên cao mà, thế nên là nó chỉ bốc nó là ra mồ hôi nhiều ở vùng vai, có vai cổ gáy ở trên đầu thôi. Và thứ hai là ra ít thôi, nó không ra nhiều, tại vì âm hư thì còn đâu mà tân dịch nữa mà ra nhiều. Âm hư rồi, tân dịch bị khô hết rồi, không có ra nhiều, nó chỉ ra một chút ít ít ở vùng đầu cổ gáy. Đấy, là chính kiểu ra mồ hôi đạo hãn vào ban buổi đêm ấy. Thế là các nếu mà mấy cái mấy cháu ấy, nhiều trẻ con ấy bị âm hư thì nó cũng là kiểu ra mồ hôi trộm như vậy. Còn mấy cháu mà ra mồ hôi cả ngày đấy thì là chứng dương hư rồi. Đấy, tùy từng thể từng từng cháu vậy mà mình sẽ bổ âm hay bổ dương, đúng không ạ? Cái cuối cùng là đấy, đúng không? Rõ ràng nóng rồi thì phải hồng phải khô rồi, lưỡi thì sẽ đỏ rồi, ít rêu, không có rêu. Cái này là đặc trưng cái trường hợp âm hưng sinh nội nhiệt, họng khô do là nhiệt quá, lưỡi thì đỏ đấy. Nhìn cái sắc lưỡi nó đỏ đỏ đấy, nó cũng có không 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 cái kiểu kiểu âm trong trứng hàn đấy, thì cái lưỡi nó sẽ trắng trắng bẹo bẹo ấy, nó nhạt nhạt nhợt nhợt đấy. Còn đâu là cái trứng nhiệt thì nó sẽ lưỡi đỏ đỏ và nó ít rêu hoặc không có rêu. Chỉ cốt trưng lao nhiệt là ý là nóng và nhức trong xương ấy, trong xương nó cảm thấy nóng nóng là nhức nhức ở rất là khó chịu. Thì cái chứng này nó hay xuất hiện nhiều ở cái chứng hư lao cơ thể, bị thận thận dương thận âm hư đấy, chứng thận âm hư thì sinh ra chứng cốt trưng lao nhiệt, nóng nhức trong xương. Đấy, chứng nóng nhức trong xương này là cái là trong tuệ tĩnh toàn tập đấy các bác, là cụ tuệ tĩnh là cũng có trình bày cái chứng chữa cái chứng nóng nhức trong xương này này. Thì các bác biết cái loại mà thiên môn không? Thiên môn hoặc là mạch môn, hai cái loại đấy, hai cái củ đấy là cái củ mà lan tiên đấy, là cái dạng đấy là nó làm mát đấy, mà nó hay là nó sinh tân dịch mà. Thế là cụ ấy bảo lá này, thế là ra kia lấy cho cụ tầm 5 cân mạch môn hoặc thiên môn đấy, thiên môn đấy, cái củ thiên môn là củ lan tiên mà, lấy cho cụ 5 cân tươi là thiên môn. Mày về mày giã cho cụ lát ra thành nước, xong rồi bỏ bã đi, lấy cái phần nước cốt đấy thôi, chưng đem đi chưng nấu lên, chưng nấu làm sao mà nó cô đặc lại, rồi sau đó thì quan cho cụ tầm tầm 2 bát mật ong vào, khuấy đều lên không tan ra, rồi cho vào trong cái hũ, xong rồi cho trong hũ rồi nhớ thì con chôn xuống đất 3 ngày, chôn vào đất 3 ngày rồi thì nó để cho nó bớt cái hỏa nhiệt ấy, khi mà nấu thuốc đấy, chôn ba 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 ngày xuống đất rồi mình lấy lên cho bệnh nhân uống, thì chữa cái chứng mà cốt trưng lao nhiệt này, hư lao nóng mất trong xương này, uống vào thì nó béo khỏe ra, mà nó còn trừ được cả các loại lao trùng nữa đấy. Úi rồi ôi đấy, cái cụ bảo là đây là cao thiên môn, để em giới thiệu thử thế cho các cái nước thuốc nam mình đấy. Đơn giản thôi, một vị thuốc thôi, nhưng mà cái về cái biểu bào chế của nó thì nó phức tạp, nhưng mà hiệu quả của nó rất cao. Xong rồi đấy, nhiệt thì nó có cái phân biệt được cái bên ngoài và cái yếu tố nhiệt tà bên ngoài và cái yếu tố mà nhiệt ở bên trong nó gây ra, với những cái đặc điểm như thế kia.
Là được rồi. Để sang phần hỏa rồi chị nhé. Chuyển tiếp sang phần tiếp theo đi chị. Cái vừa rồi mà bác vừa nói là đang nói về cái phần cốt xương lao gì là bác nói về phần lao phổi thì nó cũng không chưa chưa được sát lắm đâu, tại vì là cái chứng cái lao phổi mà do cái vi khuẩn ấy, trùng trùng lao ấy nó gây ra thì nó khác với chứng hư lao trong đông y mình nói các bác ạ. Cái hư lao thì nó là do suy nhược cơ thể, còn cái lao phổi kia là do là cái loại khuẩn lao nó gây ra, nó khác nhau ấy. Và có thể là cái chứng hư lao ấy thì ban đầu nó có thể chưa có trùng đâu, nên chưa có trùng lao đâu, nhưng mà lâu ngày mà không chữa thì nó sẽ dần 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 nó sinh trùng, tại vì bệnh lâu ngày dần dần nó mới sinh trùng nhé, thì nó mới đến cái chứng mà gọi là lao đấy, gọi lao phổi, chứ còn đâu lao phổi thì chưa chắc là hư lao, tại vì hư lao là suy nhược cơ thể làm việc nhiều quá độ mà nó sinh ra cái chứng này, thế thì cái giai đoạn có thể nó chưa có trùng đâu, cơ thể mệt nóng nóng nhất trong xương như vậy, nhưng mà không chữa đi để lâu thì nó sẽ sinh trùng 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 trong phổi đấy, lao phổi đấy, mà rồi mà nó lây nhiễm ra nữa rồi hô hấp đấy, hắt xì hơi à, quên nhầm, ho háng rồi là nước bọt nước dãi đờm ra nữa thì thôi là lây lan cho cả người nhà, hay bị hết dính hết kiểu thế, nhưng mà là hai bệnh nhân nó khác nhau đấy. Chứ âm hư sinh độ nhiệt thì người ta bổ âm thôi chị, âm hư sinh độ nhiệt thì người ta bổ âm thôi, dùng các loại mà loại mát mát và bổ âm để nó bổ lại cái âm ấy của mình mà làm mát đi, và thứ hai là lợi tiểu nữa, cộng thêm kèm thêm lợi tiểu nữa, thì đông y thì nó có cái ví dụ là đặc trưng của cái chứng âm hư sinh độ nhiệt thì người ta dùng cái bài lục vị đó, ta dùng lục vị đấy, thục địa sơn thù hoài sơn thục linh đơn đan bì trạch tả đấy, thì là ý là trong cái bài này thì người ta dùng này, thục địa này là bổ âm đấy, là tức là thêm cái phần âm nữa, mạnh lên cái phần âm lên, người ta dùng 8 phần đấy, sơn sơn thù này, hoài sơn này, là cũng là bổ tỳ, cũng là bổ âm huyết luôn đấy, làm vùng 4 phần đúng không, đa phục linh này, đan phục đan bì trạch tả thì là hai vị đó là lợi tiểu đấy, nghe là trong cái việc là chữa âm ấy thì chữa bổ âm âm hư nhiệt ấy, người ta sẽ là cái pháp của chữa của người ta là tư âm lợi thủy trắng thủy hay là lợi liệu thì cũng vậy, để cho mục đích là các bác phải dẫn cái chất dinh dưỡng vào đúng không, dẫn cái chất vào bổ âm vào, nhưng mà cũng phải mở một cái đường để nó đi ra ngoài, giống như là chăm 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 tưới cây đấy, các bác mà cho trồng cây vào một cái chậu mà không có lỗ thoát nước đúng không, thì các bác tưới lâu ngày thì nó úng nó chết, còn nếu là đã tưới thì là phải có một cái lỗ thoát nước để nó dẫn cái nước đi ra ngoài đỡ bị úng, bây giờ đang trường hợp đang hư rồi mà bây giờ yếu rồi hấp thụ không có được, mà các bác chửa cái tống vào mà các bác không có mở cho nó ra thì bệnh nhân cũng sớm muộn gì cũng hỏng thôi, thế là trong cái phép này là vừa uống vào bổ bổ tí vào, hai là phải mở cái đường thoát ra bằng việc đi tiểu đi đái đi đại tiện ra, ngày xưa các cụ thâm thúy lắm. Vợ vất bùn ra đưa nước vào cũng đúng. Phần tiếp theo. Vừa rồi là mình đã nói với nhau là cái chứng mà ngoại nhân, các chứng ngoại nhân rồi đấy, là các yếu tố là lục tà đấy, là ngoại tà đấy, là phong hàn tử thấp táo hỏa, thế thì cũng có những yếu tố mà nội nhân nữa bên trong thì nó gây ra bệnh, thì đây thì người ta chia ra 5 loại tình trí mà nó ảnh hưởng đến bệnh, thì trong phần này đã nói nhiều kỹ ở cái phần mà âm dương ngũ hành rồi ấy. Thì đây mọi người có thể tham khảo lại. Thì đối với cái tạng tâm ấy thì là nó chủ về cái sự vui mừng, thế là gọi là nó chủ về cái sự vui mừng, tiếng Hán người ta gọi là chữ hỷ đúng không, nhà có hỷ sự đấy là chuyện vui mừng, thì là tâm sẽ chủ về cái sự vui mừng ấy, thì nó sẽ có sự tương tác qua lại hai chiều, thì nếu mà giả sử mà tâm khỏe thì thể hiện ra là khuôn mặt nó vui vẻ tươi cười sáng sủa có thần đấy thì là vui mừng đấy,
thì đấy là tâm khỏe thì hỷ tốt đúng không, thì vui mừng này. Còn nếu giả sử mà hỷ thái quá thì nó cũng sẽ hại tâm, nhưng mà hỷ nó vui quá thì là cũng khiến cho tâm nó bị loạn đấy, bị rối loạn đấy, nên là có mối quan hệ hai chiều. Thế thì tư thì cái sự cái tỳ đấy thì nó chủ về cái yếu tố là suy nghĩ. Đó. Thì suy nghĩ đây là cái tư đấy, tư lự, suy nghĩ, lo toan đúng không? Thì nó cũng sẽ có cái hai cái sự tương tác qua lại. Tỳ thì chủ về sự suy nghĩ, tỳ khỏe thì cái ý nghĩ suy nghĩ của mình ấy sẽ tốt, nên là người ta mới nói rằng là tỳ thì chủ ý, tỳ chủ ý đúng không? Tâm thì tàng, tâm thì chủ thần này, người ta gọi là tâm chủ thần minh này, tỳ thì chủ ý. Thế nếu mà tỳ khỏe thì cái ý của mình nó sáng sủa đấy, thì cái tính là suy nghĩ, cái ý nghĩ của mình nó sáng sủa đấy, nó tốt đấy, nó được tỉnh táo đấy, kiểu thế. Thì nó sẽ tác động với phần tình trí tốt này. Nếu mà sự mà suy nghĩ thái quá thì nó lại sinh ra bệnh về tỳ. Nó có yếu tố hai chiều, các bác thử suy nghĩ đắn đo mà xem, lo toan, mưu kế, gọi là suy nghĩ mưu kế cả đêm chẳng hạn, xem hôm sau là ăn không ăn được luôn, nuốt không nuốt được, miệng đắng chán ăn ấy, kiểu thế. Suy nghĩ tính toán quá, stress quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỳ, thì làm cho không muốn ăn gì luôn, chán ăn luôn, ăn chả thấy cái vị gì đấy, kiểu kiểu thế. Trong lâu ngày nhá, mà suy nghĩ nhiều quá, stress nhiều quá thì nó sinh ra cái chứng viêm loét phần tiêu hóa dạ dày chẳng hạn, viêm loét dạ dày, hành tá tràng ấy, kiểu vân vân tiêu hóa. Đấy, suy nghĩ nhiều quá thế nha, nhưng mà chữa mấy cái vụ mà mấy cái bác mà bị loét dạ dày mà cứ suốt ngày suy nghĩ stress căng thẳng đấy, đau đầu ấy, lo cái này lo cái kia, thì em được là chữa được 50% thôi, còn tôi là 50% ở bác nữa, sinh hoạt, yếu tố ăn uống sinh hoạt của bác nữa. Bác chả chịu cân bằng lại cho em thì em cũng bó tay, em chữa chữa cho bác cái phần thuốc thôi, thuốc thang, chứ còn nữa là tình trí tình cảm bác cân bằng lại chứ hết được viêm loét không thì nó sẽ tái phát lại đấy bác ạ. Đấy kiểu vậy, nó sẽ mối hại hai chiều, đấy là yếu tố nội nhân. Cái thứ ba là bi thì thương phế. Đó, bi thì thương phế nhá. Thì là cái yếu tố là phế thì chủ về cái nỗi buồn, phế thì chủ về nỗi buồn. À. Người ta gọi là nỗi buồn là nó sử dụng tiếng Hán là chữ bi, bi ai, bi thảm đúng không ạ, là cái sự nỗi buồn thì nó ảnh hưởng đến phế. Thì nó có thể rõ nhất ở cái đoạn thế này, khi gặp chuyện buồn đấy thì các bác kiểu như là không thể thở nổi á. Các bác có kiểu kiểu gặp cái kiểu ấy bao giờ, khi mà mình gặp một cái chuyện gì buồn ấy mà nó đặc biệt, nó gây sốc với mình á, cảm thấy như mà không thể thở nổi đấy, không thể là chân chân tay nó cứ giã rời ra, mà mình chỉ muốn nằm thôi mà không muốn làm một cái điều gì cả đấy, đấy kiểu đấy. Giống như các bác thì tưởng tượng ví dụ là giống như là nó ngày xưa là kể, ví dụ là một cái ông này là ông ấy đi thi mà cái kỳ trạng nguyên ấy mà ông không đỗ ấy, mà thi mãi rồi mà không đỗ ấy, về nhà thì là buồn ấy, xong rồi khóc lóc rồi là làm mê mệt ra ở giường đấy, mà không dậy, không ăn không uống gì được ấy, sinh bệnh ra là kiểu này là cũng kiểu sắp chết đến nơi rồi đấy, kiểu chết đến nơi đấy. Đấy. Thế là phải mời thầy lang đến đến để xem chẩn bệnh nào đấy. Thì nó kiểu thế, nên là một cái chuyện buồn ấy mà kiểu không thể thở nổi ấy, mà chân tay nó cứ rũ rượi ra, chán đời, nhưng mà nằm chúng nằm thôi mà người nó yếu yếu mệt mệt ấy, mà không 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 thiết tha làm một cái việc gì cả. Bởi vì làm sao, bởi vì là cái phế thì nó chủ khí mà, thế khi mà bi ai quá nó ảnh hưởng đến cái phế này nè, là mình về cái chuyện hấp lạc không khí này là sẽ bị kém, thì dẫn là mình bị thiếu khí, kiểu thiếu khí là tức ngực khó thở, rồi là kiểu chân tay nó giã rời, buồn bực, chân tay giã rời ra mà không có sức để làm một cái gì cả đấy, là kiểu thế là mọi người thế. À rồi đấy là cái phần lý luận của âm dương ngũ hành ấy. Nó chủ khí mà, chủ hấp mà, bây giờ đau thương không thở nổi, thở không được thì khí đâu ra mà có lực mà làm gì cả. Đấy là khi mà nỗi buồn ấy. Thỉnh thoảng em ngày ngày trước thì buồn nhiều, ngày trước thì thỉnh thoảng có buồn, nhưng bây giờ thì em vui rồi, nhưng mà
cũng từng trải qua nỗi buồn thì cũng biết là cái sự nỗi buồn ấy nó ảnh hưởng, nó chán đời lắm, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi thừ ra nhìn trời, nhìn mắt nhìn mây, hoặc lúc mà buồn ấy, mình cứ tìm đến một cái chỗ nào vắng vẻ đấy, xong rồi thì mình trốn thật kỹ, xong rồi không muốn ai gặp mình, không muốn gặp ai đấy kiểu thế đấy, và ngồi thừ ra một chỗ không làm gì cả. Nỗi buồn đấy. Thế là người ta mới nói đấy, chị nói cần chữa ngay tí ạ. Tại vì cái phần thận ấy thì là nó chủ về cái sự khủng, khủng đây là chính là khủng hoảng, khủng khiếp, khủng bố kiểu thế, các bác nghe cái kiểu thế, là cái sự sợ hãi, cái sự kinh khủng đấy, là nó chủ cái sự thận, nó chủ về cái mảng đấy. Thì đặc trưng nhất là cái đối với cái khủng này là cái yếu tố khủng đấy. Nhưng mà khi mà mình bị khủng hoảng sợ hãi một cái yếu tố gì đấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận của mình, khiến cho mình không ăn không ngủ được, người mệt mỏi, xương khớp chẳng có sức làm một cái điều gì hết, chán lắm kiểu đấy. Thế thì bà đặc trưng là ví dụ này, ở đấy là bữa trước em có giảng cái bài này khủng là lấy một cái trường hợp là này, có hai cái nhà mà đang bị cháy, hai nhà hàng xóm của mình đang bị cháy, thế nó cháy thì nó sát sàn sạt đến cái nhà của mình rồi, tôi chết rồi, đứng đi chạy ngồi mấy cái bác, mấy cái xem mấy cái vụ cháy nhà trên mạng không, đứng ở trước cửa ú rồi chết rồi, cứu cứu rồi nàng nước ơi, cháy nhà nơi rồi, cháy nhà tôi rồi, mình gào thét xong rồi cứu hỏa, xong rồi muốn như muốn chảy nhảy vào đám cháy đấy để dập lửa, thấy kiểu thế, là nhà mình sắp cháy nơi rồi, chưa bị cháy nhé các bác. Thế rồi thì may mắn làm sao mà nó gọi cứu hỏa đến nơi mà kịp, mình xong rồi nó dập cháy được, nó dập tắt hết rồi, và mà nhà mình là bình an vô sự, không bị cháy các bác nhá, không bị cháy làm sao cả. Thế nhưng mà cái cảnh tượng cái khủng khiếp đấy nó mới nó vẫn lưu lại trong cái ký ức, trong cái trí nhớ của mình. Thế là 3 tháng sau, 3 tháng sau thì khi là mà ngủ thì là cứ nghĩ đến cái đám cháy thôi mà giật mình thảng thốt giữa đêm, giật mình ấy, hô hào này, hét loạn lên là ôi dồi ôi, nhà cháy rồi, cứ kiểu bị ám ảnh đấy, nhà cháy rồi, ôi dồi ôi, nhà cháy rồi, không ăn không ngủ được, cứ nhiều đêm nhiều ngày thế, sinh ra là suy nhược cơ thể đấy, khổ sở đấy. Thế là cái sự ám ảnh về cái sự khủng khiếp ấy, nó ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần, nó ăn cũng dẫn đến sức khỏe mình suy nhược đấy, hay kiểu kiểu như là như vậy, không ăn không ngủ được, hay giật mình thẳng đốt giữa đêm, bị ám ảnh, ác mộng đấy kiểu thế. Thế là cái sự khủng đấy. Hay là em có biết rằng em cũng chính tận tay làm đấy, một cái bà chị làm cùng em phòng khám ngày xưa, chị là ở Hòa Bình, đúng sự thầy là sự thật, em không phải em bịa. Chị cùng chồng đi từ Hòa Bình đi xuống Hải Phòng, để em còn làm ở phòng khám Hải Phòng, thì hai vợ chồng đèo nhau đi từ Hòa Bình xuống rừng đồi rừng núi cao tốc thì lõng lao xuống. Thế rồi thì cái xe máy mà đi cùng chiều với chị ấy, ấy với một cái xe mà ô tô đi phía trước nó đi ngược chiều, thế này cái xe máy kia thì nó lao lên, thì nó lao lên thì nó gặp ngay cái xe ô tô đi ngược chiều, và cái ô tô đâm thẳng cái xe máy bên cạnh luôn của anh chị ấy, bay phọt thẳng lên lan can hai hai cái xe máy ấy, bên cạnh đấy chết tươi cả đôi, đi cả đôi luôn. Thế thì anh chị nhìn thấy cái cảnh ngay trước mắt mà ngay bên cạnh luôn mà chết, phọt óc phọt gan ra, lát bét ra ngay trên lan can, yêu kinh chứ, kinh chứ, kinh khủng chứ. Chính là vì thế, thế là ngay lập tức là hôm sau đến là phòng khám là chả thiết làm một cái điều gì ấy, tức là chán lắm ấy, chân tay nó không có lực ấy, xong rồi không thể ngủ được ấy, muốn ngủ cũng không ngủ được, cái buổi trưa mà các chị ngủ hết mà ra ngồi cứ thơ thẩn thao thức ở ngoài ngoài ghế, xong rồi cứ nằm lên giường để vật lên này, lộn ra lộn xuống này, lộn xuống để vật lên, thì không thể nào mà ngủ được các bác ạ. Đấy, thì là hỏi ra thì biết là kể ra như thế, nên là bị ám ảnh về cái sự khủng khiếp đấy, nó không ăn không ngủ được, sinh ra cơ thể nó cứ mòn dần đi, khổ sở đấy kiểu thế, có cái chuyện thế, thế là cái sự khủng nó như thế đấy nha. Thế thì cái tạng thứ tiếp là cái tạng can đấy, thì can thì chủ về cái sự tức giận, can thì chủ về tức giận, người ta gọi là nộ đấy, nộ này, nạt nộ này, mày nạt nộ ai đấy kiểu thế, cái nộ là sự tức giận. Thế thì nó cũng có mối quan hệ hai chiều rất rõ rệt, nếu mà ai mà bị bệnh can đấy, mà bệnh gan đấy, can đấy, thì những cái người đấy là cũng hay tức giận đúng không ạ,
phẫn nộ hay tức giận, mà hay là những cái người mà hay tức giận nhiều ấy thì nó cũng sinh ra bệnh về gan. Thế là có mối quan hệ hai chiều rất rõ rệt như vậy. Đấy. Thì trong cái mối quan hệ ở đây thì trong cái đây thì nó ra cũng là theo cái vòng tuần, cũng là mối quan hệ, theo mối hệ quan về tương sinh tương khắc ấy mọi người. Trong đông y thì người ta sẽ dùng là gọi là đây là những cái thứ này gọi là bệnh tính trí này, gọi là hỷ thương tâm này, để tư thương tỳ này, bi thương phế này, khổng thương thận này, nộ thương can. Đây là những cái căn bệnh do tính trí nó gây ra, bác ghép chữ vào hỷ thương tâm này, tư thương tỳ này, bi thương phế, khổng thương thận, nộ thương can. Thì đông y người ta đấy là gọi là các bệnh tình trí thất tình, tình trí thất tình, thất tình cái kiểu cái tình trí thái quá đấy, như là kiểu là hỷ lộ ái ố này này, mấy cái hỷ nộ này nó bị thái quá lên thì nó sẽ sinh ra bệnh về các tạng tương ứng, cái gọi là bệnh thất tình. Các bệnh thất tình, thất tình này là bảy thứ tình trí đấy chứ không phải ý nói nó là thất tình là kiểu là người yêu bỏ đâu nhá. Bệnh thất tình là cái tình trí nó bị thái quá dẫn đến là thế, dẫn đến là cái bệnh về nội tạng cũng tồn tại. Sợ quá đái ra quần thì đúng rồi, thì ta nói rằng là cái sự khủng thương thận mà vừa bác hỏi là tại sao mà sợ quá đái phải ra quần đấy, đấy là cái sự khủng thì thương thận mà khủng hoảng là sợ hãi thì nó tác động đến cái thận, mà cái thận thì chủ về thủy, chuyên là khí hóa nước đấy, đào thải cái nước chọc khí, chọc cái nước trược, cái nước mà thừa đấy đào thải ra ngoài các bàng quang. Thế bây giờ là khủng tương thận nó phát thì sợ quá nó làm ảnh hưởng đến cái thận đấy, thì làm thận nó không, nó co bóp bất thường, nó rối loạn thì nó không giữ được nước, nó phọt nước đái ra thôi. Thì trong cái bệnh tình trí thì bảy cái thứ tình trí này, thất tình này, thì người xưa điều trị các bệnh về tình trí nó cũng rất là tinh tế luôn đấy. Thì người ta sẽ dùng là các tạng khác với cái tạng mà bị bệnh đấy để chữa cho nó. Ví dụ là nếu mà giả sử mà bệnh hỷ thương tâm đó mà trúng sổ tố độc đắc này, tự nhiên lại vui quá, sướng điên sướng khùng lên, rồ dại lên, thì nên là người ta gọi là hỷ thương tâm. Thì trị hỷ thương tâm như nào thì các bác tìm đến cái tạng khác nó. Thì đây là tâm thì bị khác bởi cái gì, tâm bị khác bởi cái gì nhỉ? Thận. Tâm bị khác bởi thận đấy, thì ta gọi là khủng tương thận. Thế bây giờ các bác phải nghĩ cái kế gì đấy, nói làm sao mà để thằng mà nó đang vui mừng ấy, hớn hở, nó đang sung sướng cuộc đời, nó sắp sửa nó điên loạn hết rồi, các bác kể một câu chuyện gì đấy, các bác làm một cái điều gì đấy nó để nó khủng hoảng, nó sợ hãi, nó khủng, nó làm khủng, nó tác động vào thận thì nó sẽ tương khắc với cái tâm hỷ tương tâm đấy, làm tỉnh ra thôi đó. Thế nếu bây giờ mà bệnh nhân là đang gọi là nộ thương can đi, đang tức giận nên ông chồng ông cứ chọc tức mình thôi, nó cứ động vào nó cứ sao mà nó cứ làm mình tức hết cả điên, điên hết cả tiết này, về nhìn thấy là đã thấy máu lửa rồi, muốn chửi rồi đấy, kiểu đấy, nhìn thấy đấy ngứa mắt rồi đấy, kiểu nộ thương can đấy, tức giận lắm. Thế bây giờ làm thế nào để kiểm soát được cơn tức giận? Các bác vui nào nhìn vào cái tạng khắc của tạng can thì các bác thấy rằng là can mộc thì được khắc bởi cái gì nhỉ, khắc bởi cái gì nhỉ? Phế. Phế kim ạ. Phế kim. Vâng, can mộc thì nó được khắc bởi phế kim, bởi vì là kim loại thì chặt cây. Thế thì bây giờ là bi thì tương phế rồi, thì nó đang điên tiết, thế mình đang điên tiết rồi, bây giờ mình không muốn là điên lên, tại vì điên lên thì hỏng hết cả mọi việc, tại vì mình vừa bệnh ra thành ra chồng nó này, mình điên lên chồng nó này điên lại, nó vả cho mình một phát thì thôi rồi, mình yếu hơn mình không không đỡ được, thì thôi bây giờ lộ không được rồi, mình kiềm chế cơn nộ xuống thì mình sẽ phải dùng bi thương phế. Thì bác làm thế nào để bác trị được cái đấy, để bác vì tinh tinh tế cho em chứ, bây giờ làm thế nào để mình buồn đi, mình đang điên lên thì bây giờ mình phải làm thế nào cho nó buồn đi, buồn đi thì mình hết điên thôi, hết tức thôi. Cách để, em thì em tức thì em hay 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 nhất là em hay xem những cái vở kịch buồn đấy,
tức là lên mạng ấy, xong rồi nghe các bạn cải lương của mấy cái tài tử nhí nhí đấy, xong rồi nó cứ hát kiểu đau lòng đấy, rồi mẹ con chia cắt đấy, rồi là đau thương khổ sở, rồi là nghèo đói, rồi kiểu thế, mẹ con tình mẫu tử chia cắt đấy, đau thương đấy. Xong rồi mình nghe xong mấy cái nó hát xong rồi mình buồn, có mình chảy nước mắt luôn, mình hết tức luôn, nghe nhạc buồn đấy, kiểu nhanh nhanh nghe nhạc buồn hoặc xem mấy câu chuyện buồn đấy, kiểu thế. Ở nghĩ về những chuyện buồn đấy thì là sự buồn đấy, thì nó sẽ nó cắt nó cái nộ đi, cắt nó cái sự tức đi. Thế là các bác từ đây tinh tế, các bác thấy là ai mà tức tức đấy, các bác thấy ai tức tức đấy mà các bác muốn giúp người ta xuống cơn đấy, các bác không có thể nói là ôi thôi bác ơi bình tĩnh đi, đừng có nộ nữa, đừng có tức giận nữa, tức giận hại người đấy, nói thế là đúng người đang điên rồi, không có lý trí được mà nghĩ được là tốt hay không tốt đâu các bác ạ. À, các bác khéo léo các bác kể cho nó một cái chuyện gì đấy nó buồn đấy. Người thân bị bệnh chẳng hạn, hết tiền hết lòng thì chẳng hạn, hết tiền rồi còn buồn còn tức. Thế nên là buồn buồn kể một cái chuyện gì buồn buồn cho nó, để nó buồn đi thì tự nhiên nó hết tức. Các bác hiểu đoạn này cho em chưa nhỉ, các bác hiểu cho em số 1 đi. Đấy là cái phần này là trình bày trong cái phần mà ngũ hành đấy. Em nói phần này nói lại. À. À còn một cái kiểu chữa buồn nữa. Cái kiểu chữa buồn nữa là cái vị chua hiểu gan đấy, các bác đang tức các bác ra vắt một cốc nước chanh nhé, các bác ra không phát nước chanh không đường, các bác uống phát nó chua loét, phát là hết tức luôn. Em chả hiểu sao ấy, là cái kiểu thế, đấy là cái kiểu đang tức ấy, hay là đang đang ngược, đang tức cái đang kiểu gan đang co bóp lại, đang căng cứng lại, thế thì vị chua nó vào gan mà, thế là ra làm một cốc nước chanh em chua loét xong tự nhiên gan nó giãn ra, ui rồi nhắm hết mắt mũi vào tự nhiên hết tức ấy, cái vị chua thế. Các vị nhớ cái vụ mà ngũ hành cho vị chưa, đấy là vị gọi là đắng thì vào tâm này, cay thì vào phế này, cay thì đắng vào tâm này, cay vào phế này, chua thì vào gan này, ngọt thì vào tỳ này, mặn thì vào thận đấy, đấy cái mấy cái vị kiểu kiểu như thế. Nên đang tức giận là làm cốc nước chanh là nó hạ hỏa luôn đấy. Giải pháp cấp thời đấy, hoặc là nghe nhạc buồn, hoặc xem một bản nhạc buồn, xem một bản chia ly mẹ con chia cắt chảy nước mắt được là hết 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 tức. Đấy, chữa bệnh tinh tế có không nhỉ, đâu phải là cứ hốc thuốc rồi là gọi chữa bệnh đâu, cái chữa bệnh bằng cái mưu mẹo này. Đấy là tình trí, nó cũng là chữa bệnh, nó cũng ngày xưa tinh tế thực sự luôn. À đấy, xong mấy cái vụ mà các bác mà các cụ bị tiểu đường đấy, mà bị tiểu đường rồi mà vẫn thích ăn đường, vẫn thích ăn đồ ngọt, háo lắm luôn, ngọt ngon thích lắm, bởi vì là thực sự là tỳ nó đang yếu mà nó cần đồ ngọt, nó không hấp thụ được nhưng mà nó vẫn cần, nó vẫn muốn ăn. Là bệnh về tỳ đấy, mấy cái vụ bệnh tiểu đường là bệnh về tỳ chứ, bệnh về tỳ vị chứ, là nó không có hấp thụ được, ăn vào nhưng mà nó cứ thải ra máu thôi mà nó không đưa vào tế bào, nó không đưa vào nội tạng được, thế nên là nó sinh ra, nó thải ra máu, nó thải ra máu thì nó thải nước tiểu để tạo thải ra ngoài, thải ra máu thì nó sinh ra viêm loét không lành, đúng không, thì tiểu đường, thế là do là ăn đấy chứ nhưng mà không hấp thụ được,
Thế không hấp thụ được là bệnh về tỳ rồi. Thế sao mấy cụ đấy thì là tiểu đường mà thích ăn ngọt thì là bệnh về tỳ chứ, là bệnh về tỳ có vấn đề, nó thích ăn ngọt. À thì nếu mà các nguyên nhân gây bệnh nó không thuộc hai cái phạm trù ngoại nhân và nội nhân vừa kể trên, ngoại nhân lại nhắc lại cho nhớ phát nữa là lục tà phong hàn tử thất táo hỏa, còn đâu là nội nhân thì là thất tình tình trí hỷ nộ bi tư khủng, đúng không? Thì đó là tình trí, thì nó không thuộc vào hai cái phạm trù ấy, thì nó thuộc cái phạm trù thứ ba, ta gọi là bất nội ngoại nhân, tức là không phải trong cũng không phải ngoài. Đấy, thế thì không phải trong cũng không phải ngoài, ta gọi là bất nội ngoại nhân, bất nội ngoại nhân. Thế thì cái bất nội ngoại nhân thì có mấy cái vấn đề, ví dụ là về thuộc ăn uống này, lao động sinh hoạt và các nguyên nhân khác. Thế là khi mà các bác hỏi bệnh đấy, trong cái phần hỏi bệnh các bác ạ, thì các bác hỏi về cái phần mà nội nhân này, các bác phải hỏi về ngoại nhân rồi như vừa đã kể trên, thì các bác phải hỏi về những yếu tố khác. Người ta gọi đây là bất nội ngoại nhân đấy chứ, khai thác thêm, khai thác hết cho em ba cái yếu tố này, tất cả những yếu tố này tìm ra nguyên nhân gốc rễ của nó thì thôi, thì các bác nha, biết thuốc thì là chữa càng nhanh hơn, không biết thì là mình điều hướng, mình tìm cái người chữa cho mình nó cũng là chuẩn hơn chứ, không phải là kiểu người mù tìm người mù nữa, mình cũng đỡ mù rồi, mình cũng đỡ vô minh rồi. Thì nếu mà do ăn uống này này, các bác phải hỏi ăn uống người ta thế nào chứ. Bây giờ là ví dụ là những người mà ăn không có ăn như kiểu 545 chết đói đấy, thì kiểu không có ăn, thật là ăn không được đấy, thì thiếu ăn mà ấy, nghèo quá chả có gì để ăn. Ăn không đủ chất thì ăn không đủ chất thì cơ dinh dưỡng không có. Dinh dưỡng không có thì nó làm sao mà nó hóa sinh tỷ, nó hóa sinh ra thành cái hậu thiên được cái tinh chất dinh dưỡng được mà nó nuôi cơ thể, nó tạo máu được. Thì chả huyết hư, thiếu máu, huyết áp thấp, da xanh xao, người khô rập, rụng tóc, mắt mờ, tay chân run, thiếu máu, nhợt nhạt, vàng nhạt. Thì chả thiếu 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 ăn thì thiếu máu, thì nhiều người cứ hỏi cứ tìm mãi không ra, hóa ra là chả nghèo quá không có gì ăn, thiếu máu. Một phần là thế, hai là nếu ăn uống không đúng, không khoa học thì nó cũng dẫn đến thiếu máu. Nên là các bác phải tư vấn, tìm hiểu và tư vấn cho người ta một cái chế độ ăn uống khoa học hơn. Nên nếu mà người ta cũng giàu có đủ tiền rồi, cũng chả thiếu thứ gì, nhưng mà ăn uống không khoa học thì nó cũng vẫn thiếu máu. Ví dụ là tiền nhiều quá mà suốt ngày bia rượu trác táng, suốt ngày đàn đúm, rượu chè cờ bạc, không chịu ăn uống gì thì nó cũng là thiếu máu. Còn nếu như là ăn nhiều quá, thì mấy cái bác này là cũng gặp nhiều trong đời sống đấy các bác ạ. Mấy cái bác này gặp nhiều lắm, tức là gặp mấy cái anh mà bụng trướng đấy, đầy hơi, khó tiêu, rồi là đại tiện thì có thể là lỏng lát, thế kiểu ăn nhiều. Hoặc là nhiều người thì có, vừa có vụ là bệnh nhân hỏi em là chính là chị học viên ở đây chứ, đúng rồi, nhưng mà không biết là chị có đi không nhỉ, bệnh nhân có bệnh nhân là bị thối, bị bốc mùi thối ra ngoài cơ thể đấy, tắm rồi mà không hết thối, trời ơi, nghiệp, tắm rồi mà không hết thối nhá. Các bác biết tại sao cái kiểu thế không? Mồ hôi nó thối khắm như chuột chết, mà tắm cũng không hết thối. Đấy. Thì bởi vì cái mùi thối này này các bác, cái mùi thối là đặc trưng, cả cái mùi thối này là nó từ thực tích ở tỳ. Mấy cái vụ mà thực tích ở tỳ nó sinh ra mùi thối mà. Ví dụ các bác ăn nhá, ăn cái gì thì cũng biết, nhưng mà đặc biệt là ăn đồ động vật ấy, tại vì đồ động vật thì nó thối nhiều hơn là ăn đồ thực vật. Các bác cứ thử vất cái bó rau ra bên ngoài thì nó chịu úa vài ngày, nó chịu úa úa thôi, nó chỉ hơi thối thối thôi. Nếu như các bác vất cái miếng thịt ra ngoài cái trời mà nóng đấy, để có tầm một ngày thôi, bắt đầu ôi rồi, 2 ngày là thối rình rồi, 3 ngày là mốc meo ròi bọ, nó bò lúc nhúc rồi, thối không chịu được. Thì mấy cái vụ mà nếu mà thực tích mà theo kiểu ăn nhiều thịt động vật ấy, thì nó kiểu nó thối được kiểu kiểu hơn là ăn nhiều rau. Ăn nhiều thịt đấy mà nó không tiêu được, nó thối theo kiểu thối hoắc, thối như chuột chết.
tại vì nó bị phân hủy cái thế, phân hủy trong dạ dày đấy, nó không phân hủy, nó không thể phân hủy được, nó sẽ bị lên men, nó sẽ bị lên men thối đấy, và nó sẽ cái chất men men thối đấy, nếu mà cái tiêu hóa của mình ấy đã bị kém nữa, tức là cái phần đại tiện ấy, đi ỉa ấy của mình nó bị kém nữa, tại vì cái chất thối, những cái phân đấy nó phải được thải qua đại tiện mà, mọi người hiểu ý tưởng không, nó được thải qua đại tiện đi thì nó sẽ hết. Thế nhưng mà bây giờ cái đại tiện của bác lại bị tắc là một này, ỉa không được hoặc là ỉa không hết, phân tổn nó mới ứ đọng lại trong ruột, trong dạ dày bác, thì những cái chất thối của cái phân đấy nó mới hấp thụ ngược trở lại vào máu và bạch huyết này, tân dịch này, và nó được đào thải qua đường mồ hôi, đào thải qua đường mồ hôi, đặc biệt là ở nách ấy, thì nó lại có cái đường tiết mồ hôi lớn nữa, mà nó lại còn có nhiều vi khuẩn nữa, thành ra là một nó tiết ở tất cả cơ thể nhé, mà nó hai là tiết ở phần nách, thì vi khuẩn nó mới vi khuẩn hóa lên, nó sinh ra mùi mùi đặc trưng, mùi chuột chết. Mùi chuột chết là cái mùi mà bị thực tích ở tỳ, tức là ăn nhiều quá không có tiêu được mà không qua xuống đường dưới được, giống như con tỳ hưu đấy, chỉ há mồm ra ăn nhưng mà không có hậu môn kiểu vậy, các bác hiểu tưởng như thế. Ừ. Thế mấy cái vụ mà ăn nhiều thực tích này là nó hại tỳ là đúng rồi, vì nó không tiêu được này, mà sinh ra cái mùi thối cắm như chuột chết này, rồi là đại tiện không được này, xong rồi có khi là sinh ra các nhiều bệnh khác lắm. Đấy thì nó cũng là cái vấn đề ăn nhiều chứ, đây là chữa thế nào, em nói ví dụ là chữa cái vụ chuột chết như nào, thì nhất là các bác chặn đường trên cho em, đúng không, bảo là giảm ăn đi, thì một là chặn cái đường trên cho em, ăn ít đi, ăn nhiều rau xanh lên cho nó bớt cái ăn động vật, nó bớt thối. Thứ hai là chặn cái đường cái mở đường dưới cho em, các bác cho uống phan tả diệp như cụ Đỗ Đức Ngọc đấy, uống vào sổ ra đi ra chạy mất cả dép đấy, tụt còn không kịp mấy lần, đi cho nó sạch ruột đi. Thứ ba là các bác thông đường dưới rồi cho em, thì thứ tư là tắm dược liệu, các bác dùng các loại mà dầu thơm, các loại lá tiêu viêm ấy, ngải cứu cúc tần hay là dương sông mấy cái, hay là lá lốt, hay là hoa cúc, hoa nhài, hoa huệ hồng, các bác đắp vào đấy, đun nước trong cái tắm để thơm người, để nó tiêu viêm nữa, là thực tế đúng không. Và thứ tư là các bác giúp người, bảo người ta là tập luyện nhiều hơn ra, mấy cái trường hợp là không tập luyện, ít tập luyện, cứ trẻ cơ thể lười tập luyện lắm, tập luyện mạnh lên, vỗ tay vỗ nhịp của thầy cổ ngọc, leo cầu thang, chạy bộ một ngày mấy cây đi, rồi là gập bụng gập biết là nó chuyển hóa thì nó sẽ bớt thối, còn các bác không chịu làm thì thôi, cứ chịu thối thì thôi, em cũng thế thôi, tinh khí thần nó phải đảm bảo thối thế. Thế rồi là các bác ăn những cái thứ mà nó cay nóng quá thì nó cũng hại phế. À, nếu mà ăn vừa phải thì được, người ta nói là ví dụ trong cái khiêu minh đạo đấy thì là cụ Ngọc cũng nói rằng là ăn đủ ngũ vị, mà nếu mà trong bữa ăn mà có tí cay cay đấy, có tí tiêu hoặc là có tí ớt nhìn xíu xíu thôi thì nó cũng kích thích cái phế, nó hô hấp tốt hơn, nó ăn uống nó cảm thấy nó ngon miệng hơn. Thế nhưng mà đương nhiên là các bác ăn nóng quá, ăn cay quá thì nó cũng là sự thái quá, thì nó sẽ gây ra hại phế, nó sẽ là gây ra tổn hao tân dịch, nó khi nó phổi phổi nóng, phổi phổi nóng, rồi là có thể viêm viêm dạ dày, rồi là đại tiện thì thấp nhiệt chẳng hạn, hoặc là viêm nhiễm các kiểu đấy, thì ăn nóng cay quá nó cũng sinh ra bất cập. Rồi ví dụ em, ví dụ ăn uống thì nhiều lắm, ăn uống thì nó khéo, nó phải nói cả một ngày trời mới hết. Ví dụ mấy cái vụ mà mỡ máu mỡ gan đúng không các bác, mỡ máu mỡ gan thì như em phân tích bữa trước cũng có phân tích một lần là cái mỡ máu mỡ gan, thì cái mỡ gan thì là do ăn uống ấy, thì đặc trưng là phải ăn uống, bởi vì rằng là nó sẽ có hai nguyên tố, một là uống nhiều rượu quá, cái rượu này nó phân hủy nó không hết thì nó tạo thành chất chất dư thừa là chất ăn đi, nó làm cho hỏng cái tế bào gan đó, nó dẫn nhận nhận đi những cái mà mỡ máu nó vào, nó tạo thành mỡ gan, nó nhận cái tế bào gan nó bị rượu phân hủy, nó bị rượu phá hủy mà, thì nó sẽ làm lỗ chỗ đấy, nó nhận cái tế máu và mỡ vào, nó khiến cho gan nhiễm mỡ. Cái thứ hai là các bác ăn nhiều cái đồ dầu mỡ quá lâu ngày nó mới tích tụ, nó bắt chặt vào cái phần gan ấy, sinh ra gan nhiễm mỡ, đúng không. Thì bây giờ rõ ràng hỏi gan nhiễm mỡ thì hỏi xem bác uống rượu nhiều hay ăn nhiều dầu mỡ,
thì mình phải điều chỉnh lại cái phần ăn uống chứ. Thế rồi cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố mà về lao động ấy. Lao động thì là lao động mệt quá, nhiều quá mà không được nghỉ ngơi thì nó cũng sinh ra bệnh, người ta gọi là bệnh hư lao. Đấy, trong dân gian mình thì dân dã mình cứ gọi mấy cái tính là lao lực. Đấy, cái hư lao là do suy nhược quá nó sinh ra cái chứng mà cốt trưng lao nhiệt, cái cơ thể thì mòn mỏi ốm yếu gầy gò đấy, kiểu cốt trưng lao nhiệt đấy. Thì cái bệnh này lâu ngày mà không chữa ra thì nó sẽ sinh ra cái chứng mà lao phổi đó, nó sinh ra trùng mà, tức là bệnh lâu ngày, cái hư lao để sinh lâu ngày nó sinh ra trùng, nó sẽ lao phổi lây lan ra. Mà nếu mà không mà cái lao phổi đấy các bác, mà nó ở phổi nhá, mà nó lại lan truyền sang phần khác, tức là nó có khả năng lan truyền từ phổi sang các nội tạng khác thì nó thành cái lao khác, ví dụ là lao xương, lao 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 gan, lao lao tụy, lao lao não, nó chạy sang phần khác được đấy các bác ạ. Để lao màng bụng, rồi lao màng phổi, rồi lao màng tim, kiểu nó chạy sang phần khác đấy. Để lao động nhiều quá không nghỉ ngơi suy nhược sinh ra bệnh mà. Thế rồi là lao động thì lại nếu mà lười lao động mà suốt ngày chỉ nằm thôi mà chả muốn làm gì, lười lắm, suốt ngày chỉ có lướt Face thôi mà chả chịu làm, chả chịu học gì là cũng sinh ra bệnh. Thì các cụ nói rằng là nếu mà nằm nhiều thì hại tỳ đấy nha, mấy cụ mà ốm ốm mệt mệt thì chưa thích nằm, không muốn làm gì nhiều ấy, kiểu gì tỳ cũng trướng, bụng nó cũng đầy trướng lên, rồi là té, lúc thì té re, lúc thì táo bón kiểu đấy, nên là hại tỳ mà, nằm nhiều hại tỳ mà, ngồi nhiều thì hại đại tràng. Thì các bác biết mấy bác mà văn phòng với thợ lái xe là hay bị trĩ đó, lòi cả đại trực tràng ra, bởi vì đừng ngồi nhiều thì nó làm cho khí hư hạ hãm, thì khiến cho lòi cả chôn chê ra, rồi trĩ, rồi đó, lòi cả trực tràng ra, nó hại cái bệnh chứ, lười mình không vận động sinh ra bệnh chứ đấy, thì nó sinh ra bệnh, nó sinh lây trệ gọi là làm hại tỳ đấy, làm nhiều hại tỳ. Thì bác thử, mấy các bác thử quan sát xem mấy cái bệnh nhân mà mệt mệt mà chỉ muốn nằm đấy, không muốn làm gì, kiểu gì bụng kiểu mấy ngày nó cũng sẽ trướng thôi, đi ỉa phân thì lúc lỏng lát, lúc té xe, lúc thì táo bón ấy, thất thường lắm, ấn vào thì bụng căng đầy trướng ấy. Không kiểm soát được cái phần đại tiện nữa cơ. Thì đấy, nói về đấy, còn yếu tố tiếp theo là sinh hoạt này, đúng không? Sinh hoạt này mình chơi bời rượu chè tình dục thái quá thì thôi em khỏi phải nói, cái này mà ai mà chịu chơi thì gọi là dân chơi thì không sợ mưa rơi phát là không chịu nổi thì là cũng gục luôn. Ăn chơi rượu chè bài bạc nhiều quá thì tình dục thái quá thì tổn thương tinh này, rồi là rượu chè nhiều quá tổn thương tí này, thần thì tinh thần u mê thì có làm ăn được cái gì đâu, rồi là tỳ vị hư hết, thận hư hết, chứ đấy là cái chuyện mà sinh hoạt đấy nữa. Thế thì hỏi về cái việc sinh hoạt của các bác nó điều độ không, ngủ nghỉ nào. Thế mấy cái vụ mà em bảo các bác này, mấy cái vụ mà mụn mụn đấy, mấy kiểu là mụn mụn nhiều mà đến thì mình mà chị mụn mà lặn mụn chán chê rồi, xong rồi về là cứ toàn thức đêm thức hôm thôi á, toàn 1-2 giờ sáng chả chịu ngủ gì cả. Bởi vì là vâng, bạn nghỉ đi. Thế thì chúng mưa chúng 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 mưa đấy thì quên quên đang nói cái gì nhỉ, vừa nói là cái gì tự nhiên này bạn này trúng mưa Này ạ. chơi bời hả, Nói đến mụn ạ. à mụn mụn à, nói là mụn à. Đấy, mấy cái vụ mà mụn đấy mà đêm hôm mà không ngủ, tại vì là đêm hôm thì gan thì nó cần phải nghỉ ngơi tĩnh lặng thì nó mới thải độc. Thế xong rồi đêm hôm này các bác lại nốc một đống cà phê nữa, thuốc lá nữa, ngồi kiểu suy tư để uống cà phê suy ngẫm sự đời, nó tính ra là nó thích độc thế, tại vì là những cái đấy nó cũng thích độc thì nó càng tích lại thì nó càng phá ra, ông đến lại bảo bắt mình chữa đi đấy, bắt chữa đi chữa đi, kiểu tức đêm tới hôm sinh hoạt kệ thì lại ông tôi không chữa được, bảo về bệnh nhân phải thay đổi cái cách sống sinh hoạt hợp lý, thì không thì nó chỉ chữa được 50-60% đấy chứ, chứ không thì bắt đổ tôi hết từ để sinh hoạt này. Rồi những nguyên nhân khác nữa phải tìm hiểu thêm cả những nguyên nhân khác, như ví dụ là về di truyền này, đây có phải là những cái chứng ví dụ ngứa này, thì là ngứa này là thực sự là do bên trong hay là do côn trùng nó cắn hay là do tai nạn xe sang chấn này,
Em cái vụ côn trùng này cũng gặp nhiều nhắm với cái vụ ngứa ngứa này này, xong rồi ngứa là do viêm da cơ địa, là do bên bên trong hay là hắc lào hay là do côn trùng cắn để phân biệt rõ, chứ không phải là đùa đâu với cái vụ côn trùng này em biết không? À, chị biết không? Em gặp mấy cái vụ mà ngứa là cứ lan ra, xong rồi đặc biệt đặc trưng của cái côn trùng này là nó cũng gần gần như kiểu viêm da đấy, đỏ lắm tấy nó lan ra. Nhưng mà côn trùng thì nó có đặc trưng là nó sẽ kiểu xuất hiện theo hình kiểu mắt nhạn, mắt bò hình con mắt. Tại vì các con côn trùng ấy, ví dụ mấy con côn trùng đặc trưng như là kiến này, muỗi thì nó cắn vào vát thì nó sẽ răng là nó sẽ cắn ngập vào cái phần thịt của mình, thì một cái điểm nó sẽ bị đỏ lên, một điểm nó sẽ đỏ lên và cái độc tố của con côn trùng sẽ lan ra xung quanh theo kiểu như là hình tròn đồng tâm đấy. Đấy, nên thì vì nó lan kiểu hình tròn đồng tâm hay là tổn thương vùng xung quanh mà nó đỏ lên sưng tấy là ngứa ngáy đấy, lan theo kiểu hình tròn đồng tâm như này, thì mấy kiểu mà côn trùng ngắm gan đấy nó kiểu là con nốt chấm ở giữa này và lan theo hình vòng tròn đồng tâm xung quanh này. Thì côn trùng nó cắn nó sẽ khác, nó chứ sẽ khác, mình phải giải độc đi, mình phải tiêu viêm, mình giải độc đi, giải độc côn trùng đi, còn nếu cái chứng viêm da thì nó phải chữa tổn thương da thì là bồi bổ bên trong nó khác nhau, thì phải phân biệt rõ ràng nguyên nhân khác nữa thì mới chữa nó hiệu quả được. Em hết rồi đấy ạ. Chị Liên em hết rồi, nói hết rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. vâng Cảm ơn thầy ạ. Chị Liên chắc dạ là vâng đang bận. Dạ. Bây giờ à các anh chị em đặt những câu hỏi cho thầy nhé. Sau đấy là mình sẽ nhờ chị Liên để tách nhóm để chúng ta cùng thảo luận và trao đổi các vấn đề mà các chị em thắc mắc nhé. Tất cả các anh chị em trong nhóm. Mọi người có đặt câu hỏi gì cho thầy không ạ? dân rắn cắn thì em chịu rồi đấy, rắn cắn thì trong dân gian có nhiều, nhưng mà em thì sống ở vùng đồng bằng, em ấy, hơn nữa em lại sống ở trên tầng 9 nên em ít cảm rắn lắm, em em không biết gì bài gì về chữ rắn đâu, các bác phải hỏi cái vụ làm mà các thầy ở trên rừng đấy gặp nhiều rắn độc đấy, thì cái phương pháp chữ rắn của họ thì nó sẽ thực tế hơn. Em thì là thầy lang đồng bằng ấy, ổ giấy thôi nên là không có bài chữ rắn đâu. Em tại vì là em không gặp rắn thì em không nghiên cứu, thì có nhiều bài thuốc trong các thuốc sách thuốc thì là có nhiều bài thuốc chữa rắn, nhưng mà mình không gặp rắn thì mình sẽ kiểu như là không nghiên cứu nhiều ấy, cái sách nào nói về. À vâng thầy ơi, cho hỏi em ơi, cho hỏi câu hỏi vâng chị hỏi đi. vâng có, tôi có cái cháu bé 14 tuổi mà cứ ngủ ban đêm trời cũng bật máy lạnh mà nó vẫn cứ mồ hôi trồm ra, thì uống cái gì được ở đây? À thế à, thế thì con là 4 tuổi này cứ bật máy lạnh thì nó cũng vẫn là mồ hôi, thì thế thì và ai là bạn thì cứ ra tôi ạ. Chân tay của cháu nó có lạnh không hay là nóng ạ? Người nó nóng hay là lạnh này, toàn thân đấy sờ sờ đấy, thì hay là Thường thường đại tiểu tiện, về đại tiện của con như nào ấy, tiểu tiện của con thì màu gì này, đại tiện thì táo hay là lát này, chị kể thêm là cô kể thêm ra một chút được không? vâng, cháu thì đại tiện tiểu tiện bình thường thôi ạ, không không có vàng không có gì cả, mà chỉ có nóng, nó nóng từ từ cái ngực, từ cái đầu trở lên thôi, còn tay tay thì bình thường mà chân thì hơi lạnh ạ. Tay thì tay bình thường, chân hơi lạnh, Vâng. nóng từ đầu trở lên Vâng. à. Và à. Thì cái phần đấy là nếu mà nói ra thì nói là cái phần nóng ở bên trên ấy và bên dưới thì nó lại lạnh đấy, thì cái phần đấy là kiểu như là phần thiên về cái kiểu tim phổi, kiểu tim phổi nó phần thượng tiêu, phần tim phổi nó hơi nóng ấy. Thì bây giờ mình phải làm sao mà mát được cái phần tim phổi đấy, cái phần dạ dày thì phần
Tức là cháu nó không đại tiện không bình bình thường đúng không, thì nó không Vâng. nóng rát gì từng vị đúng không, nó đại tiện ra nó cũng không phân táo không phân sống thì không bị nóng đi rát hậu môn gì đúng không cô? Dạ vâng, không có gì thầy ạ. À vâng, à thế vâng, thế thì mình dùng vì buổi đêm thì nó dạng là kiểu âm hư. Âm hư thì có một số những cái thứ ví dụ mình có thể sử dụng được ấy, ví dụ cô có thể cô đã dùng những cái thảo dược gì chưa? Nó cũng có xài một số lá các thầy thầy nhưng mà nó bớt được một thời gian rồi nó lại cứ ra lại thầy. À vâng. Thì cô đã dùng được lá gì rồi? Ví dụ lá dâu. Lá dâu là cũng làm mát đấy, lá dâu là xếp vào cái trứng mà phát tán phong nhiệt thì cũng làm mát, và thứ hai là lá dâu thì nó cũng là bổ, nó cũng là bổ âm luôn đấy, là làm mát và là bổ âm đấy. Thì là xưa thì vẫn dùng cái lá dâu đối với trường hợp bị nóng như vậy là bổ, vừa bổ lại vừa là làm mát để điểm hán này. Thì cô đã dùng lá dâu bao giờ chưa? Cũng mua một số sách cũng thấy có lá dâu nhưng mà ở thành phố không có lá dâu thầy ạ. À dạ vâng, lá dâu là tốt đấy. Lá dâu kiểu Vâng. bánh tẻ đấy, cô vẫn là dùng để một là ví dụ có chế nhiều món lắm, cô ăn ngon lắm cô. Ví dụ con Vâng. hay là ngày xưa là con có bị mồ hôi nhiều nên là mẹ con cũng lấy cái lá dâu xong rồi nấu với hến ấy, ăn ngon lắm mà nó cũng hết thật. Hết cũng À, hết mồ hôi ấy. lá dâu Và nấu cái với thứ hến hai hả thầy? dạ vâng, lá dâu nấu với hến này hoặc là lá dâu nấu với cá chép này. Ê, hoặc là lá dâu ấy cô đem đi phơi khô, như là lại lá dâu mà lại bánh tẻ đấy, mà cô tốt nhất là ví dụ hái được vào sáng sớm được thì tốt, lúc mà mặt trời chưa lên ấy thì cái bởi vì cái Vâng. tinh chất của nó về nó buổi sáng thì nó tốt, thì mặt trời nó đỡ bị chưa, nó chưa thiêu đốt cái lá dâu thì mình hái vào sáng sớm ấy thì nó tốt Vâng. hơn. Thì lá dâu bánh tẻ đấy thì cô hái cô phơi sấy đi, còn cô mình nghiền thành bột mịn này, cô nghiền thành bột mịn nhá, dâu Vâng. dâu 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 tằm đấy chị, dâu tằm ăn đấy. Xong Vâng. rồi thì cô lấy cái vừng đen đấy, cô lấy vừng đen thì cô có thể Vâng. là cô đem hấp chín lên, hấp cái thủy cô nhá, hấp cái thủy đấy. Vâng. Vâng, sau đó thì cô có thể hấp hai ba lần được cái tốt, ví dụ hấp một lần này nên đem bỏ ra phơi này, phơi ra hấp một lần bỏ ra phơi. Ngày xưa thì cụ ấy làm 9 lần cơ nhưng mình không làm được, mình làm hai ba lần cũng được. Thì là cái vừng đen ấy, nó hấp thì nó rất là thơm. Thì cô Vâng. tán, sau đó thì mình tán mịn cái vừng đen ra, xong rồi mình với viên cùng với cái lá dâu đấy với mật ong Vâng. thì cho con ăn hàng ngày cô ạ. Thì Vâng. bữa thì chia làm hai ba lần, mỗi lần thì lấy khoảng vài viên cho con ăn bao nhiêu cũng được. Cái này là vô tư mà cô, tại vì như thực phẩm ấy. Thì ở đây Vâng. thì cái lá dâu thì vừa là phát tán phong nhiệt ấy, là diễm hãn là cũng bổ luôn, trừ độc giải độc cho người ta. Và thứ hai là cái vừng đen thì nó tính nhuận tràng đấy, thì làm cho làm nhuận tràng là nó cũng làm là bổ bổ thêm phần cho bên dưới nó nóng lên đấy. Cái bài này là của cụ Tuệ Tĩnh đó, nó tên Vâng. là Phù Tăng Bảo, là chuyên là chữa chứng mồ hôi xuất tiết này, hoặc là cơ thể Vâng. yếu nhược suy nhược cơ thể đấy, để cho cân cốt nó khỏe khoắn, hay là tai mắt tinh tường đấy. À, nó cũng làm, nó cũng không nguyên liệu nó cũng dễ kiếm. Vâng, cảm ơn thầy. Khi nào mà đi về Em có quê một cái chỗ bài, nào cái bài trị vào mồ hôi trộm, em có một cái bài trị mồ hôi trộm này nhé chị nhé. Em chưa thấy thầy thầy ấy, nhưng mà cái này em thấy là áp dụng hiệu quả lắm này. Là chị lấy chị ra ngoài chợ ấy, chị mua cái con trùng trục ấy chị biết cái, bởi vì cái trứng của bạn ấy giống như kiểu là bị mồ hôi trộm rồi đấy, là kiểu da mồ hôi trộm. Em là thuộc cái dạng cũng bị mồ hôi trộm nên là Con trùng cái trục này là con như nào nhỉ? có nghĩa là vừa là dân gian mà vừa rất là nhiều người áp dụng nhá, là lấy 3 đến 400 gram con trùng trục ấy chị ạ. Con trùng trục nhá, xong là chị mà chị luộc con trùng trục lên, chị biết cái con trùng trục không? Chưa 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 biết con đấy chị. Cái con trùng trục ấy mà nó thuộc cái dòng họ của chai cua ốc hến ấy, nhưng nó dài, cái con trùng trục ấy nó dài, Search nó nhỏ nhỏ chữ nó search dài ấy chị ạ. Google ra con trùng trục nó ra hình ảnh như dễ Vâng, thế. đúng rồi chị ạ. Xong rồi chị đi mua cái con trùng trục đấy, xong chị về chị nấu ăn 3 bữa, khoảng 3 bữa cách cách nhau cũng được. Xong rồi Nấu chị canh hay là nấu mặn nấu đấy cháo, cái đun lấy cái chị? nước đấy nhá, Nấu cháo. chị đun cái nước đấy, chị đun đun gọi chị luộc cái con trùng trục ấy lên. Xong rồi chị chắt, chị lấy cái nước luộc của con trùng trục ấy lên, xong rồi chị Vâng. khêu cái ruột của con trùng trục ra, xong rồi lấy cái nước luộc Vâng. của nó và cái ruột của nó, xong rồi chị cho vào nấu cháo, chị ninh nhừ vào, xong chị cho vài lát gừng vào chị nhá, chị cho vài lát Vâng. gừng, xong chị vẫn nêm muối gia vị bình thường, xong chị ăn 3 bữa cách Nhật. Cái bài đấy rất Vâng. là hiệu quả luôn.
À vậy để dìm mai Hai thầy cái bạn này là bài hát. Đấy là bài bài chị cảm chống ơn hồ chị nhiều. trộm đấy chị ạ. Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. À, thầy chào thầy ạ. Vâng, chào chị ạ. À, thầy ơi, thầy cho con hỏi là viêm loét dạ dày nó có cái bã thức ăn mà đó là cái phần đen đen ở trong dạ dày ấy, thì bây giờ cái cách chữa thì thế nào thầy nhỉ? À, thế là viêm loét dạ dày hả chị? Chị đã đi Dạ chụp vâng. chụp đi chưa? Chị đã chụp Đi nội soi chưa, là viêm loét như nào? đi chiếu chụp rồi ạ. Nó là Chụp viêm loét rồi. dạ dày. Thì bên trong đó Viêm nó loét. là cái, vâng, nó có cái bã thức ăn, người ta kết luận nó là cái bã thức ăn, mà cái phần bã thức ăn đấy này nó giống như kiểu một cái u màu đen đen ở trong dạ dày ạ. À thế là chị, thế thì huyết áp của chị là cao, huyết áp của chị là như thế nào, như hai nhịp tim của chị đo thế nào? Nhịp tim thì bình thường nhưng huyết áp thì cao ạ, mà còn bị tiểu đường nữa À, ạ. chị bị là ai bị hay là ai bị? Dạ là bố em ạ. À thế là bố bao tuổi chị? Dạ 81 tuổi ạ. À vâng, huyết áp cao thế là vâng, thế thì là mình đào thải được đấy chị, đào thải bằng phương pháp sổ ruột của thầy Đỗ Đức Ngọc đấy chị làm bao giờ chưa? Chưa ạ. À vâng, thì phương pháp sổ ruột của thầy Đỗ Ngọc mới là chị lấy phân tả diệp, chị lấy mua về xong rồi chị lấy thằng mỗi ngày khoảng 6 gram ấy chị, đương hãm cho ông uống ấy, để nó tăng cái co bóp của cái ruột lên ấy, để nó bóp cả cái dạ, bóp trong phần dạ dày nó đẩy ra ngoài đấy thông qua đại tiện chị ạ. Thì Vâng. uống ra khoảng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là nó đẩy ra cái phân đen đấy chị, nó đẩy hết cả thức ăn trong ruột ra đấy, thì rất là tốt đối với những người mà bị cao huyết áp này, vì nó đào thải độc tố thì nó đồng thời nó sẽ hạ áp luôn, còn những và vốt bụng với tốt kết hợp với bụng nữa, đúng rồi. À, thì nếu mà rất là tốt cho người huyết áp cao, thì may quá ông huyết áp cao thì mình dùng trong khoảng 1 tuần đi chị, liệu trình 1 tuần đi đấy, thì tốt, nó đào thải ra ngoài ấy. Và thứ hai là kết hợp thêm một số những cái loại mà nó giúp cho tiêu viêm nữa, ví dụ là ông có thể lấy lá mơ, đúng không, lá mơ này, lá mơ lông thì nó cũng chuyên là chữa viêm loét mà tăng cường tiêu hóa lên, thì mình có thể lấy lá mơ mình ăn, hoặc là mình rã nước uống, hoặc là lá dấp cá đấy, lá dấp cá thì nó là kháng sinh tự nhiên đó chị, ngư tinh thảo Vâng. kháng sinh tự nhiên, rất là cũng chữa loét dạ dày này, viêm loét dạ dày này, và nữa là cũng là cân bằng cái nhiệt độ đó, tại vì nó đang nóng, huyết cao thì nó cá lạ mát là tốt rồi, thì mình có thể Vâng. uống thêm cả dấp cá nữa thì để cho nó tăng cái phần mát và tiêu viêm, vừa tiêu viêm vừa đào thải chị. Dạ vâng. Thế Nếu kết thì hợp cái được như chị Phương vừa nói là viết vuốt bụng đấy là cũng tốt đấy chị, vuốt vuốt vâng. bụng đấy thì là vùng cái trên ở bụng ấy thì nó sẽ chia làm 3 đường ấy chị ạ, một đường ở À. chính giữa qua rốn này, một đường ở chính giữa qua rốn này, Vâng. cái đường thứ hai là cái đường mà từ rốn à từ vú, từ lún vú kéo xuống này qua cái phần phần sườn đấy chị, chân qua cái xương sườn đấy, đấy là đường thứ hai. Cái đường thứ ba là giữa của cái đường vú và cái đường rốn đấy, chị chia đôi ra nữa thì đường thứ đấy, hai bên đấy thì vuốt cứ vuốt như vậy từ trên xuống, từ thượng vị này ở chính giữa này, hai bên xuống như vậy để vuốt, khi vuốt thì vuốt ấn xuống, vuốt xuống thì là thở ra, khi mà xong rồi hít vào xong rồi vuốt xuống thì thở ra, kiểu như vậy thì kiểu như là mình đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Vâng. Dạ đấy, thì chị Lê Phương vừa có chia sẻ chia sẻ cái link YouTube để chị có thể tham khảo thêm. Dạ vâng ạ. À, thế vậy Dạ thầy cho hỏi là cái phần mà làm sổ ruột ấy, thì mình có thể dùng cái phương pháp bằng cái thải độc cà phê có được không ạ? thầy đọc cà phê là em nhớ rằng là nó là đưa đưa cà phê vào trong trực tràng á chị, Dạ vâng. em thì không ủng hộ tại vì em chưa làm bao giờ nên em không có dám ủng hộ hay không ủng hộ cái đấy. Vâng. Dạ Vâng. tại vì em chưa Thế. làm nên là em chưa có biết là ủng hộ hay không ấy, thế nên em không nói được chị ạ, em chưa À làm thế. bao giờ, chưa tư Vâng. vấn cho bệnh nhân dùng bước cải cà phê bao giờ. Vâng. Thế cái phương pháp sổ ruột như nãy thầy nói đây đó thì nó là mua cái thuốc gì về uống hả thầy? Cái lá phan tả diệp ấy chị, bất kỳ một tiệm đông y nào đều có trên khắp cả nước, hoặc không thì chị lên Shopee chị đánh vào đấy là mua phan tả diệp phát là ra một đống chị ạ, đống bán luôn đấy. Dạ, vâng ạ. Thế thầy cho hỏi một câu hỏi nữa là em mà buổi tối khi đi ngủ ấy thì hai cái gan bàn chân thì nó cứ lạnh ấy. Thế thì bây giờ cái cách chữa thế nào ạ? À, thế à.
Thì em nói về cái vấn đề mà hai bàn chân bàn tay lạnh ấy, thì nó thuộc cái chứng mà thuộc cái trong chứng mà thận dương hư đó chị. Vâng. Thì là đây là bệnh nhân này là ai và là như thế nào, bao nhiêu tuổi? Đấy chính là em đấy ạ. À vâng, Vâng, năm thế thì nay là đấy năm. là nó là cái biểu hiện của chứng thận dương hư, thì mình khai thác thêm ấy. Ví dụ thận dương hư thì nó sẽ là đau lưng này, chị có đau lưng không này, mỏi gối, chân tay lạnh đấy, rồi là rối loạn kinh nguyệt, đấy là một cái đặc trưng rối loạn kinh nguyệt này, Vâng. suy giảm sức năng sinh lý này, hoặc là ngũ canh tiết tả, ví dụ là đi tiêu chảy vào buổi sáng sớm ấy, gọi là ngũ canh tiết tả, tức là có biểu hiện là đi 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 đại tiện là phân lỏng, chảy và người lạnh ấy, sợ gió sợ lạnh này, hoặc là đau xương khớp dễ cảm nhiễm phong hàn, đấy kiểu thận dương hư là thế chị ạ. Có khi là còn kèm thêm cả cả suy giảm trí nhớ nữa, và tóc bạc tóc rụng nữa, rồi là hay quên trong hoa đấy, kiểu chức năng sinh lý suy giảm đấy kiểu. Vâng, Thì suy chị có giảm. những cái chứng này không? Vâng, mắt mờ nữa ạ. Vâng đúng rồi. À, tại vì là nó sinh ra máu, thận nó cũng là chủ sinh ra máu, mà can thì tàng huyết, thành ra là thận nó kém thì không có máu, thì can thì nó cũng thiếu, dẫn đến là nó khai ra mắt thì nó không được sáng. Vâng. Hay Dạ hiểu quá. vâng, thì hiện là huyết thấp đấy, thế là chị là huyết thấp thấp đấy. Vâng, đúng rồi ạ, huyết áp thấp ạ. Huyết thấp Em đấy. phải à, chị ạ. Chị có xong rồi chị nào nhỉ? Chị đặt câu hỏi về, về dạ dày mấy đấy này. Em có một số cái phương pháp mà em vẫn hay hướng dẫn cho khách hàng thì em làm ấy. Thì em thấy À. thầy chưa có nói như em sẽ thêm. Chị nên là gì Vâng. nhỉ? À, mình là Đặng Yến. Chị Yến á, chị Yến đang ở đâu nhỉ? Mình đang ở Thái Bình. À, bố chị bị cái đấy lâu chưa chị? À, bố chị bị dạ dày thì cũng đã Bị khá dạ lâu dày lâu. ấy. Khá lâu rồi nhưng mà cái đợt này ông bị đau nhiều quá cho nên là đi khám thì hôm vừa rồi là họ Vâng, có nhưng mà bố chị một đã bao giờ hả? Hôm vừa rồi đã bố mình bao giờ mà cho ông điều trị các phương pháp nào? không chỉ là uống thuốc dạ dày, đau dạ dày bình thường thôi. Ông bị đau dạ dày từ cái thời còn trẻ cơ. À dạ Còn vâng. khi đó là cứ hay uống cái Dạ. thuốc gì mà cái gói gì đấy, cái Vâng. gói thuốc thì đấy, Thì thế xong là tại vì nói thuốc sữa hả chị? Dạ. Thì cái này thì là em cũng cũng làm rồi đi. Em cái này là bài thuốc à, cái bài mà em vẫn hay áp dụng thôi nhá, và em cũng chia sẻ rất là nhiều cho khách hàng áp dụng thì cũng thấy rất là rất hiệu quả, mà cũng không cần, cũng không 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 tốn tiền đâu, không vâng. nó là vật dụng trong nhà mình thôi, mấy rau củ quả trong nhà thôi chị ạ. Tại vì em Vâng. cũng là người bị dạ dày từ năm 24 tuổi, Vâng. nhưng mà nói chung vấn đề về các vấn đề về dạ dày ấy thì đều đều nếu như mà áp dụng như này thì đều chữa được hết. Thì Vâng. chị có thể áp dụng theo ba bốn phương pháp như này nhé. Thứ nhất này thì như mọi người vẫn hay thấy là uống chanh, pha chanh với nước ấm vào buổi sáng để uống đúng không ạ? À. Đấy là một cái phương pháp để chữa dạ dày nhé, cũng rất là tốt. Thứ nhất là như thế. Thứ hai nữa là cái với những người nào mà bị vi khuẩn HP, mọi người có thể áp dụng cái này luôn, là cái bắp cải, cái rau bắp cải của mình ấy ạ. Đây là những cái thực phẩm mà mọi người ăn hàng ngày thôi nhưng có thể chữa bệnh được nếu như mọi người biết cách sử dụng. Cái bắp cải ấy, mọi người mua cái bắp cải sạch thì tốt hơn. Xong rồi tìm được cái nguồn rau củ quả sạch thì là tốt nhất. Xong rồi mọi người ngâm một ít nước muối, xong rồi mọi người lấy cái đấy, có nghĩa là cho vào ép ép cái nước cải đấy, cái cải sống đấy ép ra để chúng ta uống cho một ít muối vào. Xong là uống uống cái này là mình có nghĩa là uống sau khi ăn sáng 2 giờ, cũng như là 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn sáng. Mọi người ghi cái này đúng này, cái này phải ghi đúng này, vì áp dụng là phải áp dụng đúng, bởi vì có những người cũng áp dụng như thế nhưng làm không đúng, có nghĩa là mình áp dụng sai là nó cũng không có hiệu quả, và làm không đều và không thường xuyên cũng không có sự hiệu quả đấy. Thế nên là lúc mà làm là phải làm thường xuyên và đúng đủ đều thì nó mới có sự hiệu quả được. Nó giống như là để cho cái cơ chế cơ thể của mình nó hiểu, và cái tầm thời gian đấy là cái thời gian để nó làm dạ dày nó thanh lọc, hoặc là cái cơ chế là để nó đào thải, thì nó làm việc của cái bộ phận đấy thì nó mới có tác dụng nhá. Có tác dụng thì là sau một cái bài về 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 cái đấy là về về những cái vi cái về dạ dày, về dạ dày đấy, về HP đấy, thì mọi người áp dụng theo phương pháp đấy là uống sau khi ăn ép với ít nước muối nhé, bỏ cho một ít nước muối. Nếu như mà ai cảm thấy khó uống nữa ấy, thì mình có thể cho một lát gừng nhỏ vào, xong rồi mình ép
thì nó dễ uống, bởi vì uống cái đấy thì nó sẽ có những người người ta không quen nên nó có mùi hăng hăng khó uống, thì mọi người có thể cho thêm một ít cái lát gừng vào ấy, xong rồi mọi À. người ép ép ép, còn nếu như mà không không muốn ăn không muốn ép theo kiểu đấy thì mọi người có thể ăn sống, À. ăn sống cũng rất là tốt. Nhưng mà À. thường ra là mọi người thường hay là nấu chín, nhưng mà nấu chín là không bị mất tác dụng rồi nha. Mọi người nấu À. chín là mất tác dụng, thế nên em mới bảo mọi người là phải tìm cái nguồn nguyên liệu sạch, bởi vì bây giờ rau củ quả thì mình không thể nói được, vì người ta có thể dùng các loại dòng thực phẩm khác, có nghĩa là các loại tạp chất các thứ kích thích tăng trưởng, nên là mình ăn vào rau củ quả có những cái nguồn nó sẽ không tốt. Thế nên là khi mà mọi người mua nếu như tốt nhất là tự trồng, còn nếu như không trồng được thì mua cái rau củ quả sạch, là dạng rau củ quả sạch nhập khẩu hoặc là nuôi trong lồng kính ấy, là nó thường là nó sẽ rất là đảm bảo. Thế thì nó là Ừ, cải bắp xanh. mấy lại mọi người áp dụng thêm nữa là với những người rau cải, bảo rau cải xanh phải ăn sống chị ạ, không được ăn chín, ăn chín là mất tác dụng rồi, Vâng. và phải ăn sau sáng, sau bữa sáng 2 giờ 2 tiếng sau bữa sáng. Khi À. mà mọi người ăn, thường là mọi người ăn sáng tầm lúc 6 giờ hoặc 7 7 giờ 8 giờ đi, nhưng mà ăn tầm khoảng 9 10 giờ ấy. Cái tầm Vâng. 9 10 giờ cái tầm đấy là tầm tốt nhất để mình ăn cái bắp cải này. À. Rồi thứ ba nữa là Một. mọi người có thể áp dụng 3 4 phương pháp vào một nha. Bởi vì cái dạ dày này mình áp dụng không cần phải uống thuốc, nhưng mà mình áp dụng theo cái thói quen này là chữa được. Bởi vì em cũng là người bị dạ dày nên em hay áp dụng cái thói quen đấy. Em hay ăn ăn em rất hay ăn cái bắp cải sống. Nói chung đồ rau sống này em hay ăn, nhưng em hay mua cái thực phẩm sạch. Đấy. Đấy là dầu dừa. Mọi người tự làm được dầu dừa là tốt nhất, và uống một thìa dầu dừa. Uống một thìa dầu dừa. Nếu như mà tự làm dầu dừa là tốt nhất nha, còn đừng mua ngoài nó tạp nha. Mua dừa về làm đơn giản mà. Mọi người mua dừa và làm dầu dừa là rất là đơn giản. Các phương pháp ở trên YouTube rất nhiều các phương pháp làm dầu dừa, các cách làm dầu dừa. Mỗi một bữa, có nghĩa là mình uống vào mỗi một bữa, mình uống một thìa ăn cơm của mình ấy chị. Đấy. Rồi. Có nghĩa là ăn, có nghĩa là uống, có nghĩa là trước khi uống trước khi ăn sáng. Nếu như mà bị nặng ấy thì mình uống ngày 3 lần. Nhưng mà khi mà làm cái phương lại điều trị dạ dày này là chị không được ăn bất kỳ một cái loại dầu dầu động vật hoặc thực vật nào nữa. À. Chỉ được, có nghĩa là không được ăn các loại dầu thực vật. Nói chung nếu có ăn đấy thì chỉ được ăn cái mỡ gọi là mỡ động vật thôi, một chút mỡ động vật thôi, hạn chế, nói chung là hạn chế mỡ. Vì đã xác định mà để trị điều trị dạ dày là không nên ăn mỡ, không nên ăn À. mỡ, kể cả mỡ Dạ. gì cũng vậy. Đã xác định mà làm cái này chị cứ làm kiên trì đúng 1 tháng rồi xem. Mấy lại cái một cái phương pháp nữa, nếu như mà kết hợp với một phương pháp nữa là mọi người dùng trà xanh ấy ạ. Cái À. trà xanh, cái trà xanh mà mọi người sáng ra mọi người có thể ủ hoặc hãm, xong rồi lấy cái nước đấy uống, có nghĩa là cái nước trà xanh này uống, xong rồi nhai khoảng 1 2 tép tỏi trước khi ăn, và ngày nào cũng phải ăn nhé, kể cả là chị không ăn sáng chị cũng phải làm phương pháp đấy, 1 2 tép tỏi buổi sáng và nhai trà xanh, uống uống nước trà xanh. Uống nước trà xanh có nghĩa là khoảng tầm 200 đến 250 ml mà trà xanh đấy mọi người uống. Tóm lại là sáng nào cũng phải uống theo đúng một thói quen như thế, làm liên tục như thế 1 tháng, em đảm bảo chị đủ mọi cái loại bệnh dạ dày cũng hết. À. Vì em cũng cũng bản thân em cũng là người bị này. Thứ nhất là em cũng là người bị, và nói chung em thường hay bị áp lực khi nào mà em cái giọng bệnh dạ dày là nó sẽ bị tái đi tái lại, nhưng nó sẽ không thể nào khỏi được nếu như mà mình không có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt đúng đều, thế nên nó sẽ hay bị tái lại. Thế nên khi nào mà tái lại là em áp dụng theo phương pháp này là em cũng trộm vía, nói thật là trộm vía là em từ ngày em bị đến bây giờ là 6 năm rồi, em chưa bao giờ phải uống một viên thuốc tây nào luôn. Em chưa À, bao giờ vâng. phải uống viên thuốc tây, mà em cũng may mắn là em đọc các bài 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 này của một thầy 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 nói chung cũng thầy thầy đông thầy y nào đấy mà em nhớ không nhầm tên là Hùng gì đấy, thầy làm cái bài này thầy chia sẻ nên là rất là hay, mà em áp dụng đúng như thế luôn. Và em cũng hướng dẫn cho tất cả những khách hàng nhà em làm theo phương pháp đấy thì mọi người đều có sự hiệu quả rất là cao. Còn kết hợp thêm những cái phương pháp mà bổ thận, làm các phương pháp bổ thận nữa, mà nếu như mọi người làm theo phương pháp bổ thận nữa thì nó sẽ hỗ trợ và điều trị nó hiệu quả hơn đó. Vâng. Tại vì em làm bên dưỡng sinh nên là em có những cái phương pháp bổ thận các thứ nữa, nên là em hướng dẫn khách về áp dụng những cái chế độ ăn uống và những cái chế độ như thế để điều trị nó cao hơn, thì đại đa số là khách đều có sự hiệu quả rất là cao. Nên là chị Vâng. cứ thử áp dụng một vài ba phương pháp như thế, hai ba phương pháp như thế cũng được. Tại vì em cũng Vâng. thường là em không uống nước trà buổi sáng đâu, nhưng luôn luôn có một cái thói quen là ăn tỏi.
và rất là thích, nhưng mà thực ra là mình ăn thành thói quen đấy, ăn một hai cái tỏi. Vâng, ăn một buổi sáng, kể cả là chị không ăn cơm một buổi sáng chị cũng phải ăn nhé. Mà một khi đã áp dụng rồi là phải áp dụng đúng đều đều. Dầu dừa thì đợt này em không uống, nhưng mà chanh đường ấy, à chanh tức chanh ấm thì sáng nào cũng uống, bởi vì mình uống cái đấy là giống như mình thanh lọc dạ dày thôi. Một buổi sáng sớm ấy, là thanh lọc dạ dày rất tốt. Với lại cái bài rau sống ấy, thì rau bắp cải sống thực ra mình không ăn đúng giờ, nhưng mà vẫn hay ăn những cái loại rau sống. Em thì cứ hay ăn rau sống, bởi vì chỉ có ăn đồ rau sống thì nó mới có thành phần enzyme để nó có giúp được chữa bệnh, nó mới có những cái lợi cho cơ thể mình. Đấy, đấy là những cái mà phương pháp mà đại loại như là em siêu tầm được và cũng áp dụng cũng rất thành công. Các chị có thể bổ sung thêm. Vâng. Cái bác có ai đặt câu hỏi gì không? Cái là bác phải tìm giải đáp. Dạ. À, cho hỏi thế, ăn cái bắp cải xanh tím, ăn bắp cải ấy thì bắp cải xanh hay là bắp cải tím? Bắp cải xanh chị ạ. À, rồi. Bắp cải xanh chị ạ. Vâng vâng, xin cảm ơn. Vâng. Vâng. Bài chia sẻ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Con lại đặt câu hỏi gì không ạ? À, thì còn cái câu hỏi mà có ai đặt câu hỏi cho thầy không? Những cái chứng dương hư thì thầy vừa nói đấy, thì bây giờ là cái cách chữa của mình thì như thế nào để cho nó khỏi lạnh chân? À, bị lạnh tay lạnh chân đấy chị. Tóm lại là lạnh tay lạnh chân chỉ có bổ phế, chỉ có bổ thận đấy thôi chị ạ. Tóm lại tất tần tật mọi thứ là phải bổ phận và thận là một. Với lại chị bị tử cung các thứ của chị, có thể là nội tiết của chị đang kém nữa, nên là cái phần nội tiết của chị cần phải làm ấm, và cái thận của chị phải làm ấm. Nói chung thận phải ấm thì tất cả mọi thứ của chị đều khỏe. Thì chị có thể áp dụng theo một cái bài thuốc về gừng của mà em cũng hướng dẫn cho khách như thế này nhé. Là chị lấy khoảng có nghĩa một cái lát gừng nó tầm khoảng 2,5 đến 3 cm, 3 cm ấy, xong rồi chị dập, mà chị đánh dập nát nó ra. Thì cái thường ấy thì làm, nói chung là như em thấy là có một lần em thấy nói là không nên uống được vào buổi tối, nhưng mà thực ra thì cái bài gừng này ấy, em đọc của một người cũng là thầy Hùng gì đấy, nói chung thầy Hùng y đại loại, là thầy có một cái phương pháp mà người ta bảo là chị lấy 2,5 đến 3 cm gừng, xong rồi đập dập này, xong rồi mọi người lấy một khoảng 2 thìa muối, khoảng 2 thìa muối, muối nhỏ thôi, thìa giống như thìa sữa chua ấy. Đấy, mọi người cho vào đun với 100 đến 150 ml nước, 100-150 ml nước, xong rồi đun khoảng từ 3 đến 5 phút, đun dâm cho nhỏ lửa, đun từ 3-5 phút, xong là uống cái bài này nhé. Uống đúng này, chị phải ghi này, tất cả mọi người phải ghi cái bài này này, bởi vì bài này phải làm đúng như thế này thì mới có hiệu quả. Là uống trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ. Rồi. Em xin lỗi cả nhà vì vừa xong cuộc gọi. Thì em đang nói đến đâu nhỉ? À, cái bài gừng này là cho một ít muối thì đun xong để mọi người uống trước khi đi ngủ. Khi nào đi ngủ? Khi nào? Mọi người gọi. Tại vì em đang có cuộc gọi mà nó cứ bị làm lỡ sóng. Alo, mọi người nghe thấy không ạ? Thầy còn nghe thấy em nói không ạ? Có chị ạ. Em đang ngoan này. Dạ vâng. Cái bài gừng này thì nếu như mà như đúng ra trong đông y ấy, thì là người ta nói là gừng ấy uống vào buổi tối thì nó giống như kiểu giống như là thạch tím. Nhưng mà thực ra nếu như mà gừng mà cho thêm một ít muối vào rồi ấy, nó có tính dẫn rồi. Nó có tính dẫn là kiểu như là nó làm cái tính dẫn, nên là nó sẽ không có cái sự gọi là giống như là và uống này, uống 3 lần nhá, 3 ngày liên tiếp như thế và trước khi đi ngủ mới được uống. Đây là cái bài thuốc làm ấm thận. Làm ấm thận thì uống 3 ngày liên tiếp, xong rồi đến là nghỉ 7 ngày. Xong tiếp tục đến xong mọi người lại quay lại uống tiếp 3 ngày, xong lại nghỉ 7 ngày. Làm như thế liên tục khoảng 3 đến 4 lần.
trong một tháng nói chung mọi người là sẽ hiệu quả ngay, hiệu quả rõ rệt luôn. Nếu như làm đúng nhỉ, làm đúng đều, làm đúng theo cái phương pháp đấy. Và phải nhớ là cho muối, cho ít ít muối vào. Uống trước khi đi ngủ với 100ml nước là ok, đun nước ấm khoảng 3-5 phút. Đấy là cái bài về gừng. Mà như em cũng đã thầy nói là ngày xưa thầy nói là cái gừng đấy thì uống một buổi tối, không nên uống một buổi tối. Với lại em cũng đang thắc mắc là sao thầy bảo là chia cái đợt trước thầy bảo. Sao tự nhiên này không nghe gì nữa vậy? Như máy của Trang đang gặp trục trặc chút đó thầy. Thì bây giờ là em thấy là cũng tới giờ rồi đó. Các anh chị có tới giờ nghỉ ngơi thì cứ ao ra. Còn thầy ơi chắc để buổi sau mình làm bài tập nha thầy. Vâng, vâng. Buổi sau bài tập chị nha. Dạ. Thầy ơi nãy em có nghe về cái vấn đề mà chị rắn cắn á. Thì cái thời người mà em đi học á, thì thầy giáo có chia sẻ với cây lược vàng và cây chỉ vàng á thầy. Dạ vâng. Hai cái đó dùng ok không ạ? Em thì em không nghiên cứu nhiều về các bài giữ rắn cắn, nên em không có sự phân tích nhiều chị. Dạ. Về cái vấn đề tại vì em ở đồng bằng em không gặp rắn nhiều, em không học nhiều về rắn. Tại vì em cũng không học thì ý là cũng không có để ý, thì lại có một chị hỏi về cái vấn đề đó nên thành ra mới nhớ nhớ ra trong đầu thôi ạ. Dạ, nên sẵn tiện hỏi thầy luôn ạ. Trang ơi tiếp đi Trang. Dạ em xin phép xin lỗi cả nhà tại vì đang ngay có một gọi điện. Chỗ em đang bị cách ly, chồng gọi điện nhắc nhở là đừng có đi. Khổ lắm. Vừa xong em chia sẻ cái bài gừng chưa xong. Cái bài gừng đấy là mọi người cho thêm đun ấm xong này, mọi người cho thêm mật ong, cho khoảng 2 thìa mật ong vào nữa, cho muối này, cho muối với gừng và đun khoảng 3-5 phút, 3-5 phút này, cho 100ml nước và đun 3-5 phút. Xong rồi bỏ ra, mọi người cho thêm 2 thìa mật ong vào. Cho thêm 2 thìa mật ong vào là mọi người uống đấy. Mọi người uống trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì gừng nó có tính làm nóng rồi, còn muối thì nó có tính dẫn, nó có tính dẫn để dẫn cái đấy khi mà mình đi ngủ nha, nó dẫn cái đấy vào thận và nó len lỏi vào các mạch máu của mình, thì nó giúp là làm thông và nó làm ấm cái cơ thể, cái vùng lạnh của mình. Thì mọi người cứ áp dụng. Thực ra những khách nào mà em làm ấy, vừa đặc biệt là những khách nam và những khách phụ khoa, vì em làm chuyên mảng phụ khoa, thế nên là em đều cho khách hàng áp dụng theo cái bài thuốc này. Chỉ cần mấy buổi thôi, từ 7 đến 10 buổi thôi là khách hàng ngon luôn này. Là kể cả là bị lạnh thận, lạnh tay chân từ trước đến giờ, gọi là lạnh đến gọi là mùa đông, gọi là hay mùa đông ấy mà kiểu như ngủ cả đêm ấy, không thể nào mà ấm được ấy. Là áp dụng theo đúng cái bài này, khi nào mà đúng làm theo thế đúng một tháng. Đúng một tháng xong kết hợp với cái phương pháp mà đẩy kinh ấy, đẩy kinh về bổ thận nữa ấy, làm về bổ thận nữa ấy. Nó sẽ làm lưu thông nhanh hơn, hoặc là đả thông, hoặc là bài độc theo hệ bạch huyết, đang đả thông nhanh hơn. Xong rồi mọi người kết hợp với cái bài uống thuốc uống gừng đấy vào buổi tối với mật ong, pha với mật ong với đun nước muối đấy uống buổi tối, trời ơi, nó gọi là mình cảm giác như là nó chữa bệnh, nó đơn giản tất cả mọi bệnh. Nếu như mà thận mà khỏe như thầy thì thầy chuyên môn, em không phải chuyên môn cao nhưng mà em chỉ trên mức độ thực tế thôi, và em sưu tầm được các kiến thức, thì em thấy là tất cả mọi vấn đề thận mà khỏe là tất cả mọi thứ đều khỏe, và tất cả kinh lạc và thận khỏe thì cái gì cũng khỏe. Mọi bệnh đều chữa được. Nói chung kiến thức nó đơn giản. Em chỉ hiểu theo kiến thức rất đơn giản. Em xin hết. Hình như là đến quá giờ quá giờ thế này nhỉ. Thì mọi người có đặt câu hỏi nữa không thì cho thầy trả lời nốt. Không thì mình kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây để cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi. Cho thầy còn nghỉ ngơi, thầy kiệt rồi, thầy giảm mấy tiếng đồng hồ. Tán chữ. Mày cứ có gì cứ hỏi. Các đi. Chị em còn hỏi câu hỏi gì không ạ? Trang ơi, cái muối mà sử dụng quá là có cần phải là muối tinh hay là muối thô? Hay là muối nào cũng được?
Đúng rồi đấy chị Nguyễn Hường ạ. Đúng rồi đấy chị Nguyễn Hường ạ, của bác Hùng Y. Em đúng cái bài thuốc gừng này là của bác Hùng Y đấy. Mà em cũng siêu tầm đấy. Theo chị thấy thì là cái bài bài nước muối gừng ấy là của bác Hùng Y mà ở trong cái trang não nhà quê Nam Dược Vi Diệu ấy, thì là theo theo chị được biết thì cái bài thuốc muối gừng ấy thì là cho muối vào để nó một chút thôi để là nó dẫn cái vị mặn nó dẫn vào thận, và cái gừng ấy là nó làm cho ấm thận lên đấy. Thế nhưng mà cái nước gừng ấy thì khi mà uống ấy thì mình phải khi nào mà chuẩn bị đi ngủ và xác định là uống xong là phải đi ngủ luôn thì nó mới hiệu quả hơn. Chứ còn nếu mà uống xong xong bắt đầu mình còn nước phây, nước huyết, chán ấy, ấy thì là nó lại không có tác dụng bằng khi mình uống xong là phải đi ngủ luôn. Đấy, nghĩa là xác định khi nào xác định đi ngủ được thì chị em hãy uống. Còn thì uống xong rồi còn loanh quanh dọn dẹp các thứ thì từ từ khi nào cứ uống xong cái là đi ngủ luôn. Thì đấy là chị thấy cũng thấy một số người là áp dụng là cơ bản là thấy là cái việc tiểu đêm và ấy là sẽ hết rất nhanh và ngủ rất ngon. Đấy. Thì cái bài này em cũng hướng dẫn mọi người là phải làm đúng mà làm, có nghĩa là mọi người uống xác định là đi ngủ hãng uống, xong rồi uống 3 ngày xong nghỉ 7 ngày, xong lại uống 3 ngày nghỉ 7 ngày. Đây là cái bài này của thầy bác sĩ Hùng mà em cũng sưu tầm khá rất nhiều bài của thầy bác sĩ Hùng đấy. Đúng rồi, như bác sĩ các phương pháp của thầy cũng chỉ là bằng thực phẩm với các thứ gia vị bình thường của mình cũng dễ tìm. Chị thấy là bác Hùng là có một cái bài chữa phụ khoa cho chị em là bằng cái nước na bàng đấy cũng rất là tốt, nên là mọi người nếu mà muốn thì có thể nước na bàng thêm cái trang đấy tốt thì đấy cũng rất là hay. Nước na bàng, cái nước lá bàng đấy mọi người lấy 7 đến 10 lá bàng em chưa chuyển luôn, tại vì em là cái thánh làm về mảng phụ khoa rồi. Em chia sẻ cho mọi người luôn, đó là nếu như mà thực ra bây giờ nhá, tìm cái bài lá bàng này nó khó lắm, tìm cái cây lá bàng ấy em thấy hiếm lắm, nó không phải như ngày xưa mà dễ tìm. Bây giờ mùa này nhiều mà đang mùa lá bàng tốt. Nhưng mà cái lá bàng mà tôi lấy, dạ vâng, ý em đang nói là cây lá bàng ở từng khu vực không phải chỗ nào nó có ấy, chị. Trên chỗ em thì ngày xưa có một cây nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Vâng, cây lá bàng đấy mọi người lấy từ 7 đến 10 nhé. Những người nào bị bệnh phụ khoa hay viêm nhiễm bất kỳ một cái vấn đề gì, mọi người lấy 7 đến 10, 10 cái cây cái lá bàng đấy, xong rồi mọi người cũng có nghĩa là đun mọi người xay ra cho ít muối vào, xong mọi người xay ra xong rồi có nghĩa là xay ra xong mọi người đun nhé, đun khoảng tầm 30-45 phút, có nghĩa cho khoảng tầm 1 lít 1 lít rưỡi cái lá bàng, cái nước lá bàng đấy mọi người cho khoảng tầm 1 lít 1 lít rưỡi, xong rồi đun từ khoảng 30-45 phút, xong rồi mọi người để cái đấy đóng vào chai, xong rồi uống dần là nó có rất là hiệu quả. Nhưng mà phải uống, nhưng mà uống xong mọi người lấy đủ thôi, xong đóng xoáy chặt vào, xoáy chặt vào chứ không là mình để ở ngoài. Nếu như mỗi một lần mình làm như thế là mình cũng uống được 7 đến 10 ngày nếu như bỏ trong tủ lạnh. Nhưng mà mọi người mà để không uống xong không xoáy chặt, hoặc là uống kiểu còn thừa xong rồi bỏ vào trong tủ lạnh luôn ấy, nó không bảo quản được, nó dễ bị nhiễm vi khuẩn virus các thứ, là nó sẽ không có, nó sẽ lại phản tác dụng, nó dễ bị nhiễm khuẩn đấy. Dễ bị nhiễm khuẩn, thế nên là mọi người phải áp dụng đúng và làm phải bảo quản tốt cái nước đấy. Em cũng hay bảo khách hàng em là làm cái theo cái kiểu như thế. Nghĩa là thực ra ai làm theo thích theo kiểu dân gian thì mọi người có thể kết hợp. Còn không thì mọi người có thể uống bằng những bình, vì bây giờ nó cũng có nhiều cái, khá là nhiều cái phong cái dòng, những cái dòng thải độc với thực phẩm chức năng, nói chung nhiều thứ thải độc. Nên là mọi người bị quên những cái phương pháp dân gian. Nhưng mà em thì hướng dẫn cho mọi người áp dụng theo phương pháp nào thì mọi người áp dụng thôi. Còn nếu như lười quá thì thôi uống thải độc. Nói về bác Hùng Y thì chị cũng đang cái mùa chuyển mùa này mà, thì là chị cũng nghĩ ra được một cái cách, là cái là bác cái hướng dẫn một cái cách rất là đơn giản. Những ai mà bị viêm mũi và viêm xoang ấy thì có một cái cách rất là đơn giản, thì chị cũng thấy là chị cũng chưa áp dụng được cho nhiều người, nhưng mà thấy có nhiều người phản hồi thì cũng làm thì rất là tốt, thì không biết là như nào. Nhưng mà nghĩa là sáng sớm ngủ dậy, trước khi chưa ngủ dậy, nghĩa là khi mình tỉnh dậy nằm trên giường ấy,
thì là mình lấy ngay một cái khẩu trang mình đeo đeo vào và nằm trên giường khoảng độ 30 phút. Đấy. Còn nếu mà các cháu nhỏ mà không ấy được thì có thể là trùm chăn mà mẹ con chơi ở trong trong chăn khoảng 30 phút, nghĩa là nếu như người lớn mình đấy, nghĩa là người lớn mình mà làm được ấy, hoặc các cháu nó lớn hơn một chút ấy, thì là mình đeo khẩu trang cho nó sau khoảng độ 30 phút sau mới dậy, mới đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Như thế thì sẽ nghĩa là các cái bệnh về viêm mũi và viêm xoang thì rất là ổn. Nhưng mà chị thì cũng chưa thực mục sở thị lắm, nhưng mà thấy mọi người thì nói phản ánh lại là rất là hiệu quả. Thì cái đấy rất là đơn giản mà cũng có thể là ai cũng có thể thử được. Thì mọi người cũng thử xem sao cái mùa chuyển mùa này, thì nếu mà áp dụng được như thế thì rất là tốt. Chuyển mùa này hay bị chuyển mùa này mọi người cứ phòng gừng tỏi nhiều mà. Viêm mũi nhưng mà cái đấy nó sẽ áp dụng với những người mà bị có nghĩa là thể dị ứng dạng lạnh, thì nó sẽ có thể giúp cho mình kiểu thích ứng được với lại cái môi trường lạnh một cách từ từ ấy, nó sẽ không bị cái niêm mạc mũi nó sẽ không bị co lại và nó sẽ không chảy dịch ra tiếp tục ấy. Thế cái đấy áp dụng tốt ấy. Chị có câu hỏi muốn hỏi thầy một chút. Vừa rồi chị thấy có một cái trường hợp một mà mọi người thầy đưa ra đấy là 50 tuổi mà cơ thể hay đau nhức tê bì, người mệt mỏi đã rời không muốn làm gì và khó chịu tê buồn dọc xương sống da chân tay, nhưng mà khi kiểm tra tây y thì không có một triệu chứng bệnh gì cả. Thì như cái câu hỏi này thì là nếu mà là đang nói về là tây đông y mình là bây giờ là mình chẩn bệnh hay là mình chỉ cần định hướng là cho nó, nghĩa là mình chẩn bệnh là nó nghiêng về mình nghiêng về cái gì, hay là mình chỉ cần biết đấy là cái mình chỉ cần trả lời là do cái gì thôi, hay là mình cần phải là mà nói về cái chẩn bệnh về cái triệu chứng đấy hả thầy? Là mình xác định cái nguyên nhân gây ra bệnh đó thì là nó thiên về cái điều gì và để có cái phương hướng điều trị bệnh cho nó hợp lý chị. Cái đặc trưng của cái vấn đề này là cái đặc trưng của cái vấn đề này ấy, là nó là thuộc cái phạm trù gì, nó thuộc cái nguyên nhân nào ấy, đặc trưng của nó, đây là cái đặc trưng của nó. Theo chị đặc trưng là gì? chị thì chị nghĩ là do cái có thể là do cái đàm thấp, vì cái thấp là nó nặng nề, nó đặc tính của thấp là nặng nề bám dính, thì có thể là người nặng nề và nó hay là cho người tê bì với cả ấy, thì những cái đấy thì thấp thì là nó cái người thấp thì thường là lưỡi nó ướt rồi bẹo rồi có vết răng ấy, thì ví dụ những cái đấy là có thể là do tỳ hư, mà nó vì tỳ nó chủ về cơ nhục và cái thì nó làm cho tê bì mới nặng nề mỏi người ấy. Thì hoặc là còn cái buồn dọc trong xương ấy, thì có thể là do cái thận. Chị mới thong thoáng nghĩ như thế, còn chị cũng chưa, tại vì chị chưa 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 rõ cái câu hỏi như nào nên chị là, mới cái tỳ hư thì nó sẽ thiên về cái kiểu có tỳ hư cộng thêm với cái đàm thấp đó. Nó cũng khi sinh cha trên tay nó cũng kiểu là hoa có đờm điếc khác thì nó kiểu khác, thế không thể nói cái vấn đề gì đến đờm cả. Đây là cái vấn đề này là thuộc phạm trù của cái cảm phong hàn nhập xương đó chị. Cảm phong hàn nhập xương đó. Cái phong hàn thì nó sẽ có thể đi khắp cơ thể, đúng không? Điển thức nói rằng là nó đi từ phong môn lên phong trì ứ đọng đấy và gây ra bệnh mãn tính, là có thể gây ra chóng mặt đấy, buồn nôn, say sẩm mặt mày đó. Đấy, hai là nó có thể cảm nhiễm vào trong thịt, thì trong cơ thì nó sẽ khiến cho cơ khó co duỗi, khó vận động đấy, đau không vận động được, kéo xẹp cả người. Nếu mà nó đi vào trong thịt thì nó gây ra tê, thì tế cạo không biết đau đấy, kiểu như phong cùi ấy, cảm giác kém ấy. Nếu đi vào trong xương thì cái nhân xương tê buồn ấy, đau nhức, chỉ muốn nằm mà không muốn làm gì cả, giã rời ra. Và đi chiếu chụp tây y thì không thấy thoát vị hay thoái hóa gì cả.
đấy là cái đặc trưng của bệnh cảm phong hàn nhập vào xương đó. Nếu mà nó còn nhập vào trong ruột thì bị ỉa, xong rồi phân tanh nhầy thối như máu cá, như cá, mùi cá thối tanh nhầy. Thế này, như đây là trường hợp một, đây là phong hàn biểu lý. Nhập vào xương đấy, vào phần biểu đấy. Nhà đặc trưng đấy, thế là tại vì em đưa ra trường hợp này là bởi vì rằng là có sự tranh cãi trong vấn đề là điều trị phóng hàn đó, thì các cụ là hay, các bác là cạo gió đánh cảm giác hơi, thì nói rằng là không được làm vào xương, không được làm vào xương, không được cạo vào xương, không được rát hơi vào xương sống hay là các vùng xương đấy, thì nó sẽ đang có sự tranh cãi thế mà, không được dạy, không được làm vào xương, nhưng từ đấy thì là nó vẫn được làm vào và phần nó cảm nhập xương thì mình phải làm vào đấy thì nó mới dẫn độc tố ra ngoài thì nó mới khỏi, nó mới hết đau. Còn nó là lúc đây là cảm vào xương nhưng mà đánh vào cơ vào thịt thì nó không ra được độc tố cơ, thì nó lại không được hết để bệnh, nó lại không hết bệnh, thế mới đều chứ. Thế là phải đánh vào cho xương. Nên là nhập xương là mình cạo dọc cuộc sống là nó thường đó nhỉ. Và sẽ nhưng mà người ta bảo là lý luận là hỏng huyệt thì chẳng có hỏng huyệt gì hết, huyệt đó là lỗ chân lông, là sự đóng mở của lỗ chân lông, nó được chi phối bởi cái vệ khí, và nếu vệ khí yếu thì lỗ chân lông nó mới kén, nó mới bị nhiễm bệnh được. Nếu như vệ khí nó khỏe lên thì nên là bình thường, thì là không bị cảm nhiễm, thì không phải là vấn đề hỏng. Đây không phải giống như cái đồ vật nó hỏng, mà cái huyệt đây nó là chính là sự đóng mở của lỗ chân lông, là được bảo vệ bởi cái vệ khí, bởi cái vệ khí được sinh ra từ thận, sinh ra từ tỳ, nó không phải là hỏng được cả. Và thứ hai là trên xương thì nó vẫn có những cái huyệt nằm trên xương, và trên xương sống nó có cái cả những mạch đốc, mà là những cái chỗ mà ứ động của cái máu độc ấy, thì nó vẫn có thể ứ động vào đấy, nó cũng gây ra đau đớn và nó cũng gây ra đau mỏi và tê bì trong xương. Nó đau theo kiểu như tưởng như là bị thoái hóa, bị nó chạy thần kinh ra, nhưng mà thực tế đi chịu chủ thì không có, phát hiện ra là thoái hóa bị xương bình thường, thì mình phải nên cảm đến ngay là có khả năng là người này đang có bị cảm nhập xương đấy. Tức là cảm đây thì là ta giống như là một cái sự rối loạn chỉ trao đổi những cái trược khí cho cơ thể, do vẫn sản xuất ra những cái trược khí là CO2, H2S trong quá trình sống. Thế nhưng mà đây là do là bị cảm, thế nên dẫn đến là cái việc là tấu lý của da nó bị kém ấy, nó không thể thải trược khí ra được, thì nó tích tụ lại, thì nó sẽ kết hợp với máu đấy, kết hợp tạo thành một cái thể dạng mới và chất hợp chất mới của hemoglobin và những cái hợp chất trừ khí đấy, nó mới kết hợp, nó mới chạy khắp nơi, nó mới chạy vào cơ thịt và xương, chạy vào trong trong xương đấy. Thì khi mà tại sao đánh ra thì thấy những cái tổ chức máu thì có màu đen thâm và không đi xuống, nhưng máu màu oxy thì nó sẽ đỏ và nó đi xuống, nhưng mà máu thì kết hợp với trừ khí nó kém di chuyển và nó không thể đi xuống được, nó mới tụ thâm đấy. Thì mình đánh ra ngoài thì mình đang lấy cái độc ra chứ, có người còn phải chích lẻ ra để bóp đi, hoặc là dùng uống thuốc để hoạt huyết đi, để đuổi những cái máu xấu đi, hoặc là để cho nó không tụ lại. Như tay chị hôm trước là chị tạo gió là nó đỡ, nhưng mà chị đánh bằng cái ngải và cái cúc tần đấy thì nó cũng đỡ đau, nhưng mà nó có cái hiện tượng là nó nghĩa là nó không phải đau ở cái vùng khớp xương đâu, mà cái nó dọc theo cái cánh tay là cái phần cơ ấy, là thi thoảng nó cứ có cảm giác như nó cắn dọc theo cái phần cơ tay ấy, bắp tay ấy. Vâng, thì nếu như là chị không có bị thoái hóa ở đây do bị ảnh hưởng thần kinh ấy, thì có khả năng là cảm nhập cơ, thì chị đánh theo dọc cái đường cơ đó đi ra ngoài, chị đánh thử xem. Nếu mà nó chuẩn đúng là bị cảm nhập cơ thì nó ra mâu độc một phát là chị sẽ hết ngay lập tức. Tại vì em nói khẳng định như vậy bởi vì em đã trải nghiệm qua những cái từ như thế rồi. Hết ngay lập tức là thử đánh vào, vừa chạm vào máu vỡ đen vừa hiện lên, hết đau ngay lập tức, hết tê buồn ngay lập tức. Thế nhưng mà nếu cạo mà nó không hết thì liệu có phải do nó nhập sâu hay là cũng có thể do nguyên nhân thoái hóa thầy nhỉ? Và có nguyên nhân thoái hóa chị ạ, thì có khả năng là bị thoái hóa ở xương rồi nó mới chạy theo thần kinh, nó mới chạy ra. Thì chị một là chị kiểm tra lại xương, hay là cận âm sàng X quang cho xem là có phải là thực sự là thoái hóa hay không, hay là kinh nghiệm kỹ thuật của chị nó cạo không đúng, không đủ, không hết được. Nó cũng có thể nhiều người bảo em cạo hết rồi, xong rồi đến tay của mình thì nó mới hết, kiểu như vấn đề chừa ra ấy, xong rồi không hết, thì chị nó không hết, nói được, có thể kỹ thuật của người ta không hết, nhiều nguyên nhân đó.
Dạ. Đây là cái trường hợp này là trường hợp gây tranh cãi đấy. Thì em đưa lên đầu tiên cho mọi người. Tranh cãi. Chị nghĩ là không thể ảnh hưởng đến Việt được, tại vì là mình cạo nó rất nhẹ, mà nếu mà cuộc sống mà nó bị gió ấy, thì đúng thật là mình cạo rất nhẹ nó đã nổi có những cái bầm tím li ti đi rồi, nó bầm đỏ li ti lên. Không thể nào mà đứt thần kinh được. Không thể nào rách cơ, không thể nào không tổn thương được. Trên ấy được, không tổn thương trên da được, mà khi cái đấy nó tan rất nhanh. Bởi vì là đến hôm sau là về cơ bản nó đã tan rồi, cho nên là chắc là không thể nào vào, chứ không phải mình làm mạnh nó mới, còn những cái chỗ mà nó không có thì kể cả mình lấy bạc mình cạo mạnh nó cũng không bị bầm tím. Thế này thế. Đấy, chị thấy thế. Thế mọi người nghỉ theo nghỉ ngơi chưa, bị viêm xoang. Xoang là phức tạp. Nhà ơi, để cho thầy. Em thấy là bây giờ cũng gần 10 giờ rưỡi rồi, chắc khuya rồi. Bây giờ là tại vì trong group Zalo thì sẽ mở khóa để cho mọi người đặt câu hỏi vào trong đó để thầy nghỉ ngơi và có gì trả lời nhá. Viêm xoang là nó phức tạp đấy chị Phượng nhá. Viêm xoang là không phải là bệnh muốn ở mặt đâu, mà là do sự suy giảm cái sự hệ thống miễn dịch đấy. Ngoài ở mặt ra, viêm viết ra nó còn có ở tì, ở vị, nó bị viêm, nó trào lên, nó gây ra viêm ở mặt đấy, hoặc là nó ở trong cái nội tạng đấy, gan rồi tì đấy, nó sinh ra, chứ không phải mụn ở mặt đâu. Nên là điều chỉnh ở mặt nó chỉ là cái ngọn thôi, còn điều chỉnh có khi là phải xem lại cái phần tì vị ăn uống nữa cơ. Nó sinh ra những cái đờm chất, những cái thấp nhiệt nó bị gây ra viêm ở mặt mà, thì nó cũng là cả một cái vấn nhiều vấn đề để mình bàn bạc với nhau đấy, để mình hiểu tại thấu triệt ra cái gốc của nó, viêm xoang ở đâu nha các chị nha. Để có gì là mình trao đổi thêm trên nhóm nữa nha. Mời nhóm cho thầy các chị đi. Cho thầy đi, khuya lắm rồi. Các chị đừng nghỉ nữa. Dạ. Thầy nhá. Chào tất cả các anh chị em trong nhóm. Ngon ạ. Dạ dạ. Chúc các nhà ngủ ngon. Hôm nay là chủ nhật chị nhà vào thứ tư, sáng thứ tư nhé. Sáng thứ tư. Dạ vâng ạ. Vừa trao đổi vừa hỏi cái trường hợp mà viêm phổi tắc nghẽn mãn tính đấy, thì nó cũng trao đổi thêm sau nhé chị nhá. Vừa em thấy có câu hỏi rồi nhưng mà trả lời được ấy, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD nhá, thì mình cũng có thể điều trị đi được nhá. Chắc con à. Con thầy nhá, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn các anh chị trong